em đây em. Còn nhiều nhiều không? Đến mua cho em. Để mua cho người này nữa. Em mua cho em không? Kem ơi. Kem ơi. Kem bán kem mít với kem đậu đen á. Lấy kem cho em đi chị. Kêu còn nhiêu kêu chị lấy nhiêu đem bỏ tủ đông cất luôn. Để chủ nhật đám dỗ mà nội đồ qua với mấy đứa nhỏ qua ăn. Để chủ nhật bà nội với mấy đứa nhỏ qua ăn. Ở nhà đây nhìn chung là rất là khang trang. Bọn gà ô bố chạy lên lấy giùm con cái thước dây em. Mở cửa đó. Cái hộp đầu tiên của cái tủ tivi á. Cái hộp mà để cái bao đồ sáng hút thuốc vô á. Kiếm cái hộp trên là có thước dây nha không. Hello mấy chị. Hello chị Thanh Hương. Có bà Vũ á thì được uống nước nóng. Con trong cái hộp á bà Út. Hai cái hộp đầu tiên á, chỗ cái tủ đầu tiên ở dưới cái ly nước á. Có không Út? Đúng rồi, tủ để tivi á. Cái chỗ mà để cái nào cái bình nước nóng con nóng á. Ngồi chờ đồ về. Mới vừa về xong được hai bao. Em nói mấy chị hôm nay đồ ít mà đồ đã lắm. Em nói thiệt. Nhà bán con áo đầu tiên 90.000 nè. Hai cái hộp đầu tiên cứ kéo hết mấy cái hộp ra thử lúc. Không có hả? Cứ mình để thứ dây đâu hả? Đây chị kia chị cho hai cái thước dây á. Út ra chỗ dây của thường có thước dây không Út? Không có phải qua cầu thang bên kia lấy cái thước dây xăng nè. Ba cái thước dây bên này nữa. Út kiếm kỹ giùm con nữa. Không có thì qua cầu thang bên kia con dắt cầu thang ở thước dây xanh á. Út cũng dắt giùm con á, tại con mình nè. Hello. Hello chị Ngựa. Hello, hello chị Ngựa. Đi ra trước con nè Út. Đi ra trước. Đi từ từ chứ con chưa lay đi mà Út ngon cái gì. Nè, áo 90.000 nè. Em nói với chị vải đã lắm nha. Áo 90.000. Áo này size từ 70kg đến 85kg vừa ha. 65 đến 85kg cũng vừa. Chốt giùm em áo bi trắng. Hello mấy chị. Chốt giùm em áo bi trắng. Bi trắng nha mấy chị nha. Áo bi trắng. Chị nào chốt áo bi trắng chốt lên giùm em. Em cầm cái máy em vô like cái. Bữa nay nó bị ẩn comment quá trời luôn. Hello. Hello mấy chị. Ai ẩn comment la làng lên cho em nha. Áo đó là bi nhỏ còn cái này bi lớn nè. Áo bi lớn. Chị nào chốt áo bi lớn chốt lên giùm em áo bi lớn nha. Bi lớn cũng vậy. Mấy chị chốt bi nhỏ kèm số ký. Bi lớn kèm số ký. Và còn một mẫu nữa nè. Áo trái tim. Áo trái tim kèm số ký. Là em lấy hàng cho mấy chị ha. Bi nhỏ bi lớn. Kèm với lại bi nhỏ bi lớn với lại áo trái trái tim. Chị nào chốt áo bi chốt lên giùm em áo bi ha. Rồi lên hàng nha mấy chị nha. Đây mấy chị ơi. Áo loan. Bán áo này cho mấy chị 70.000. Được không? Áo bi trắng của chị Thương Ngọc. Bi. Áo bi trắng. Chị lấy bi lớn hay bi nhỏ chị Thương Ngọc ơi. Chốt giùm em áo bi kèm mà. Trả tiền luôn không? 65.000. Mấy chị cứ chốt bước qua bình thường. Mấy chị chốt là bi lớn hoặc bi nhỏ kèm số ký giúp em nha chị Thương ơi. Bi lớn với lại bi nhỏ kèm số ký giúp em nha chị Thương nha. Đó kèm số ký là em biết em sẽ lấy hàng cho chị á. Em sẽ lấy size cho chị á. Bi lớn bi nhỏ. Bi lớn hoặc bi nhỏ kèm số ký giúp em. Bà đồng cha kéo không lên luôn. Áo bi trắng. Áo này áo loan 70.000 nè quý vị. Vải co giãn nha. Ai đừng thấy nói áo bán rẻ quá thì là hàng dở mà xin lỗi với mấy chị nha. Cái kho bên này được, cái kho bên này giá rẻ thì em bán rẻ cho mấy chị á. Cho mấy chị đừng có nghĩ là bán áo 70.000 là bán áo dởm. Không có nha quý vị. Không có quý vị đừng có để tư tưởng nó vô trong đầu ha. Đừng để tư tưởng nó trong đầu ha. Bi lớn 80kg của chị Thương Ngọc. Chị Thương Ngọc vô trong tin nhắn chọc giùm em ngón tay lên nha. 90.000 của chị Thương Ngọc. Chọc ngón tay lên. Chị Thương Ngọc này khách cũ ở khách mới nè. 90.000 của chị Thương Ngọc. Khách cũ ở khách mới nha. Tí xíu em nhắn tin cho chị sau.
Hương Ngọc 90.000. Hương Ngọc. Nợ em một cuộc tình cay đắng, nợ em một tình yêu đầu đời. Này có lên trên, sống bao đồ này lên trên. Đồ này nay nhiều lắm. Áo này là, còn thứ nhất là cổ tim nè, mấy chị, thứ nhất cổ tim. Thứ hai size của nó là từ 75 đến 90kg. 75 đến 90kg nha, áo này 70.000. Chị nào chốt áo 70.000, áo này mấy chị mặc lên đẹp lắm. Tại vì thứ nhất nó là màu loan, cái thứ hai nó là độ co giãn, thứ ba nó là hàng xúc, và thứ tư nó là cổ tim. Cho nên mấy chị mặc cái áo loan này 70.000 lên, em nói với mấy chị rất là xuất sắc. Áo loan 70.000 xuất sắc lắm mấy chị ơi, xuất sắc cực kỳ ha. Áo loan 87kg của chế anh Lê là 70.000. Cũ dạ, anh Lê này bên đây có mình em cho nên không có like nhanh được nha mấy chị nha. Không like nhanh được, 70.000 của chị anh Lê. Áo này chị anh Lê mặc đẹp. Em nói thiệt, giờ chị mặc với cái phong rin đi, xuất sắc lắm. Xuất sắc nha, 70.000 là em nói mấy chị xuất sắc cực kỳ ha. Bán con áo 70.000 của chị, giới thiệu lên cỡ đó đó. Nè em lên cái mẫu này là chị nào mà tuổi tin giống em là chị đã thích. Mấy chị biết tại sao là cái áo này gọi là áo tuổi tin mà thích không? Nè mấy chị coi cái form nè, form nó màu đen dữ dằn lắm. Mà cái quan trọng là cái vải nó rất là đẹp. Tại vì cái áo này á mấy chị mặc ngoài cái áo dây hoặc áo ba lỗ, có nghĩa là ở trong mấy chị mặc cái áo ba lỗ, ở ngoài đây mấy chị mặc cái áo nó ra cái form. Cái form giống như form hip hop ấy. Cái form giống như là cái form của mấy đứa tuổi tin nó hay mặc cái mấy chị là áo này nè. Yên ơi, tối hôm qua có chốt cái đầm màu đen của đó, chưa qua kiểm tra được chi. Chút chút chiều chiều em qua bên đó em like em kiểm tra, em qua kho bên kia em kiểm tra cho nha. Áo này là size 70-90kg bán cho mấy chị 70.000 luôn. Nè mấy chị coi vải nè, vải xuất sắc lắm, 70-95kg cũng vừa nữa, vải rất là xuất sắc. Rồi chốt giùm em là áo không? Chốt giùm em áo mã 1. Áo mã 1 đây, tại nãy cái áo 70.000. Hoặc là chốt giùm em là, chốt giùm em là áo áo cam. Áo cam 70.000. Chị nào chốt cam 70.000 chốt giùm em cam 70.000 nha. Cái này em được ít đó mấy chị. Cái này em được ít mà rẻ mấy chị. 70.000 rẻ quá trời rẻ luôn. Rẻ ơi là rẻ luôn á mấy chị. 70.000 mà xuất sắc ha. Nè lên tiếp cho mấy chị áo dây 70.000 nè. Lên tiếp cho mấy chị áo dây 70.000. Bộ đồ đang bận. Nào bán rẻ cho em. Ủa bộ này tao có may tao bán mà nè, sao mày nghe ngược với nè. Bộ này tao may tao bán, tao đăng hình quá trời. Mày không ấy đi, mày không đặt đi, mày vô đây mày mua cái bộ tao đang mặc, mày nghe ngược với con quỷ sứ hả? Mày nghe ngược quá à. Thiệt. Áo 70.000 áo dây nè mấy chị, đẹp không? Dạ 60-80kg áo dây nha, 70.000 áo dây. Chế nào chốt áo dây chốt giùm em. Áo cam của chế Tam Lê nè. Áo cam của chế Tam Lê. Tam Lê 70.000. Áo cam cam của chế Tam Lê 70.000. Anh Lê 70.000, Hồ Ngon 70.000. Rồi. Chị Tam Lê nè, 70.000. Rồi. Ai nữa? Chị Anh Lê nè. Chị Anh Lê 70.000 đây nè, đây nè, Úc ơi bỏ vô Úc. Bỏ vô dán lại. Anh Lê 70.000 nè, để coi chỗ còn không nha. Để coi chỗ còn không đây. Đây. Hồ Ngân 70.000 nè. Dạ Hồ Ngân 70.000. Hồ Ngân khách cũ của em phải không? Hồ Ngân 70.000. Chừng nào mấy chị lấy áo dây là chốt giùm em áo dây nha. Hồ Ngân 70.000 áo cam đúng không? Chị nào mà 70.000 phải báo em 70.000 nha. À, chị nào chốt áo dây phải chốt em áo dây nha, chứ không em chốt áo cam á. Nam Nguyễn không có vừa. Nam Nguyễn lấy cái áo cam 70.000 mới vừa nha. Nam Nguyễn lấy áo cam 70.000 mới vừa. Đây là Nam Nguyễn nè. Nam Nguyễn 70.000 nè. Chị Nguyên Ngô ơi, chị lấy áo màu cam 70.000 đúng không chị Nguyên Ngô? Đúng không chế? Nguyên Ngô ơi, nhắn tin cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. Tại vì bên đây nhà em không có nhân viên nha chị. Chị Nguyên Ngô nè, Nguyên Ngô. Nguyên Ngô số điện thoại 811 nè. Inbox cho em xin địa chỉ số điện thoại nhà em, không có cho kiểm tra hàng khi nhận. Bà cũng không có gọi điện chốt hàng chị Nguyên Ngô ơi. Nguyên Ngô đâu rồi? Đây Nguyên Ngô, em nhắn tin cho chị hai, em chào chị á chị.
em xin địa chỉ số điện thoại ra đặt hàng tiếp nha. Áo dây đang mặc mấy chị ơi, áo dây 70.000. Chị nào chốt áo dây 70.000 chốt giùm em áo dây 70.000 nè, 60 đến 80 kg thôi nha. Mấy chị không bao giờ chốt mấy con áo này đâu, đợi tới khi mà em ế em để lại em mặc á thì mấy chị hỏi em, nói thiệt mà. Áo lon 70.000 vẫn còn nha. Áo lon người ta bán 140 nè, shop ta bán 140 nè mấy chị nè, shop người ta bán 140 nè, em bán 70.000 nè, nè 70.000 nè. Đây áo này hàng mua shop mà, 70 kg đến 90 kg. Áo lon 70.000 chốt giùm em áo lon 70.000. Áo lon này dễ mặc đồ lắm nha, áo lon rất là dễ mặc đồ nè. Em lên tiếng cho mấy chị mã beo đây, chốt giúp giùm em mã beo 90.000 mấy chị, 70 đến 90 kg mã beo. Chị nào chốt beo cổ tim chốt giùm em beo cổ tim 90.000. Nhung trần, áo dây của nhung trần nè, nhung trần, nhung trần áo dây 70.000 của nhung trần. Chút nữa nhung trần vô trọt ngón tay giùm cho chị nha, cho anh Phước khỏi lộn á, cho anh Phước khỏi lộn người. Nhung trần 70.000 nè, dạ nhung trần 70.000. Áo dây của bé Đặng Hồng Hạnh nè, áo dây của bé Đặng Hồng Hạnh. Đặng Hồng Hạnh 70.000. Đặng Hồng Hạnh 70.000 nè. Rồi ai chốt gì nữa mấy chị? Áo loan 70.000 của Văn Cam. Trời ơi áo này về Văn Cam cầm cái form áo lên, Văn Cam xỉu luôn. Văn Cam chút chọt ngón tay cho chị nha, để cho anh Phước con Bill khỏi lộn á. Văn Cam 70.000 nè, 70.000 của Văn Cam áo dây. Ai chốt giùm em mã áo beo 90.000, chốt giùm em áo beo 90.000 nha. Đây. Trời ơi em nói mấy chị, con này là mặc riêng má nhét cái tà trước vô, con này xuất sắc luôn ha. Chốt giùm em áo beo 90.000, beo tim của chị Tam Lê 90.000 nè. Trời ơi áo này mặc dễ lắm mấy chị, Tam Lê 90.000, Tam Lê 90.000 áo beo nè, áo beo của Tam Lê 90.000. Em nói mấy chị con beo này mặc rất là đẹp. Áo dây còn màu khác không, đợi từ từ chị coi lên. Tại vì biết làm sao phát heo, mỗi mẫu nó có 1 cái 2 cái à. Ừ mỗi mẫu có 1 cái 2 cái à quý vị, không có nhiều ha. Ai chốt beo tim nữa nè, beo tim còn nha, còn 2 cái beo tim. Ai chốt hồi nãy mấy chị nhớ cái áo lon không, cái áo lon mà mặc trong mặc ở ngoài với áo ba lỗ với áo dây không, hồi nãy nó có màu cam thì bây giờ em có màu xám nè. Đó áo màu xám nè, áo dây của chị Chế Hữu Phượng nè. À áo dây em còn chấm bi nữa nha quý vị, áo dây của Chế Hữu Phượng, Hữu Phượng nè, Hữu Phượng 70.000 của Chế Hữu Phượng nè. Em đang lặt một lượm bạc cắt nha mấy chị, Hữu Phượng 70.000 nè, 70.000 Hữu Phượng. Dạ rồi Hữu Phượng có rồi ha. Áo dây 66 kg, dạ đúng rồi em nhớ số ký chị mà chị mặc size L bên em. Áo dây em còn mẫu chấm bi nè, trời ơi nó free size này, áo dây em còn mẫu chấm bi nè quý chị, xinh không? Em xinh em đứng trình hình cũng xinh. Đưa cái của Văn Cam lại đi Út, cái Văn Cam áo bi á, phải chữ Văn Cam không, Văn Cam áo bi, cái đó Hữu Phượng rồi. Rồi lấy cái màu đó luôn mà của Văn Cam á. Văn Cam có lấy áo dây hoa đen không, 70.000 của anh Lê nè, anh Lê trước nè. Đưa ba cái áo cho con, cái này đầm không thật, cái này dây không, cái này không gì không có, lấy thêm à, cái áo này của anh Lê, áo xám anh Lê 70.000 nữa. Rồi áo chấm bi của Văn Cam 70.000, Văn Cam 70.000, 60 đến 80 kg thôi nha mấy chị, đè chị đẹp. Văn Cam nè, Văn Cam 70.000 nè, xám 70.000 của chị Oanh Lê có không? Áo bi của Khánh Phương nè, số lượng ít lắm nha mấy chị. Em nói thiệt, mỗi mẫu có 1-2 cái thôi, cho nên mấy chị tranh thủ giúp em ha. À, cái này là của Khánh Phương nè, Khánh Phương thành phố, 70.000 áo bi của Khánh Phương nè. Dạ ai lấy áo bi nữa vậy? Áo bi của Khánh Phương nè, áo xám, áo xám này ở trong phải mặc kèm với áo ba lỗ hoặc áo dây nha. Xám của Cao Thu Phượng, để em kiếm coi thử còn không, để em kiếm coi thử còn không, chứ hình như có 1 cái xám à, có vàng thôi nha, có cam thôi, xám hết rồi.
Ừ, sáng hết rồi mấy chị, còn cam mà chị nào chưa chốt kịp cam thì chốt. Tí nữa em có con áo này hàng độc lắm, 100.000, nhưng mà hàng độc lắm. Sáng hết rồi, em còn đúng một cái màu cam phân sám thôi. Holiday không có 87kg, 60 đến 80kg à. Chúc em nhắn tin cái địa chỉ của em. Các eo lấy cho em một cái giá ti, một hộp giá ti hết rồi em. Hộp giá ti chị Yên hết rồi các eo ơi. Hết trơn hết trọi rồi. À, hơi rộng em bóp luôn. Ủa size L mà chị Vũ Phượng cũng rộng nha, tại vì mình không có may thư phơm một người 60 đến 70kg một size á chị Phượng, cho nên hơi rộng so với chị hả? Ha? Lấy cái của Văn Cam ra, cái áo màu xám á. Màu xám. Cái gì đổi cam thôi. Cái gì đổi cam, cái áo cam này là áo cam khác, đừng có đổi tới đổi lui nữa gái ơi. Cái này của anh Lê thôi, đừng đổi tới đổi lui, có mình chị à. Nó là size của chị là size 60 đến 70kg chứ nó không có size nữa, khỏi đi Úc ơi. Không có nữa đấy. Áo bi của chị đang lê nè. Không có người gái ơi, đừng có đổi tới đổi lui nữa nha. Mấy chị ơi, mấy chị mà chốt hàng mấy chị không cho em xin địa chỉ số điện thoại là em không có địa chỉ số điện thoại. Tất cả mấy chị mà em kêu vô chọt ngón tay là mấy chị chọt giùm em nha. Của chị đang lê nè. Mấy chị làm ơn chọt giùm em ngón tay cái. 70.000 của đang lê nè. Rồi áo bi của Nguyễn Chiến. Nguyễn Chiến là khách mới hay khách cũ, vô chọt ngón tay giùm em nha Nguyễn Chiến ơi. Tại hôm nay nhà em không có người á, mà lên cái hàng lưu này để tối lên cũng được, mà em nôn lên quá. Tại vì em thích lên hàng mới á mấy chị ạ, Nguyễn Chiến. Em thích lên hàng mới á mấy chị, cho nên là á, lên chậm chậm giùm chút nha. Nè tôi còn con đầm nè, bán mấy chị 40.000. Vải em nói mấy chị là vải mê say lắm. Vải hàng Lai Dông. Vải hàng Lai Dông đẹp lắm. Còn con đầm bán cho 40.000 nè. 40.000 là bán chơi cho vui. Con này dưới 90kg. Chị nào mà 70 đến 90kg em lấy áo hoa nha chị. Chị lấy áo hoa hả? Vậy hết rồi. Đưa cái cuối cùng lại cho con đi Út ơi. Áo hoa nào? Áo con áo chấm bi á. Áo chấm bi của Nguyễn Chiến mới đưa đây á. Rồi Nguyễn Chiến ơi, hết áo chấm bi rồi Chiến ơi. Hết áo chấm bi rồi nha. Hết áo chấm bi. Rồi đầm này 70 đến 90kg bán 40.000. Vải co giãn mềm lắm mấy chị, chốt giùm em đầm 40.000. Chốt nhanh đi nha, chứ có một cái rồi nha. Có đúng một cái đầm thôi. Chị nào chốt đầm, chốt giùm em đầm ha. 1, 2, 3, 4 nè. Em có 4 con áo. Em có 4 con áo sọc, 3 con chứ không phải 4. 3 con áo sọc, 90.000. Lên phát chết ngay. Yeah, em mà lên con áo sọc đấy, lên cái là dính ngay đầm 40.000. Đồ chị mặc 80kg có size Thúy Lê ơi. Lấy, chị Nguyễn Phương lấy đầm phải không? Nguyễn Phương nè. Nguyễn Phương thành phố nè. Nguyễn Phương thành phố 40.000. Trời ơi, bán cái đầm 40.000. Tào lao dễ sợ dân ơi. Tào lao dễ sợ. Nè chốt áo sọc 90.000 nè quý vị ơi. Trời ơi xinh lắm nha. Hàng xuất luôn á. Size này là size 60 đến 75kg là đẹp ha. 80kg cũng vừa, nhưng 75kg cho nó đẹp. 60 đến 75kg áo sọc là 90.000 đẹp không? Con này mấy chị mặc vô là không đẹp cũng thành đẹp, mà mặc áo nhất là mặc với quần sọt rất là đẹp. Đầm 40.000 có 1 cái khách lấy rồi. Rồi chốt giùm em áo sọc 40.000. Dạ ok, vậy lấy bi cũng được chị Chiến ha. Chị Chiến khách cũ có khách mới, vô chọn ngón tay giúp em nha. Nguyễn Chiến nè. Mấy chị nãy giờ đặt hàng mà nhớ vô chọn ngón tay giúp em nha mấy chị. Chứ không có ai, giờ không có ai làm bill hết á. Áo sọc của chế Mai Ngọc nè. Mai Ngọc áo sọc. Rồi áo sọc này đẹp lắm chị Ngọc. Em nói thiệt, áo sọc này rất là đẹp luôn. Áo sọc này đẹp xuất sắc, Mai Ngọc nè. Mai Ngọc 90.000. Áo sọc này chị về chị nhìn phơm là chị mê mẩn luôn á. Thiệt. Dạ khách cũ, áo sọc của Văn Cam tưởng nội. Tưởng sẽ tới sẽ lui tậu chị nha Cam. Chị cắn lưỡi luôn ăn. Áo sọc gì 40.000 bà nội. Áo sọc 90.000. Chị có một cái đầm hồi nãy là 40.000 thôi. Áo sọc là 90.000 nha. Chốt lại đi, chứ chốt 40.000 rồi. Một hồi gửi hàng cái hai đứa mình giận hờn nhau tội nghiệp chị. Ha. Hồi nãy giờ chị Mai Ngọc lấy áo loan này chưa. Áo loan này 70.000 nè. Áo loan 70.000 nè quý vị. Nè cái này size nhỏ của chị Mai Ngọc luôn nè. Cái này size nhỏ chị Mai Ngọc lấy 70.000 nè chị Mai Ngọc. 70.000 áo loan. Áo loan này size dưới 75kg thôi ha. Ừ, mày làm tao hết hồn mà Văn Cam à. Đồ quỷ à. Văn Cam.
Văn cam 90. Đồ quỷ sứ làm mất hồ. Áo phòng của chị Thơm đăng. Rồi ok, chị Thơm đăng, inbox cho em liền địa chỉ số điện thoại nha. Nhà em không có cho kiểm tra hàng tin nhận, mà cũng không có gọi điện chốt hàng qua tin nhắn nha. Áo phòng của chị Thơm đăng. Thơm đăng khách mới nè. Thơm đăng 90.000 nè. Bill của Thơm đăng để đây đi Út, để chút nữa con xin địa chỉ số điện thoại. Ở bên đó. Áo sọc hết rồi. Áo lon em đâu hết rồi. Áo sọc cam hết rồi. Em thêm một cái cam này 90.000 á. Em thêm một cái cam này phải không? Dạ bill của chị đi chung. Dạ ok chị, bill này của chị Tâm Lê em không tính ship nha, tại vì lỗi do từ em nha. Em có một con áo lon nè. Em có một con áo lon 70.000. Ai chốt áo lon chốt giùm em nha, vải đẹp lắm mấy chị, áo lon này cổ tim nè ha. Thúy La lấy một bộ đồ em đang mặc hả Thúy La? Thúy La inbox cho em xin địa chỉ số điện thoại nha Thúy La ơi. Cái bộ em đang mặc quần dễ thương lắm chị. Chị inbox cho em giùm đi ha chị ha. Chị inbox giùm cho em nha. Thúy La ơi, inbox giúp cho em. Lấy cái áo cam 70.000. Trời ơi cái con áo cam này mà em lấy là em chỉ có mê. Vải đẹp vô số luôn băng cam. Mà bán có 70.000, tại vì biết sao kho nó xúc đi nó còn mấy cái á, nó kêu mình bán á thì mới bán rẻ cho mình á, cho nên là mình cũng bán giá rẻ đó, chứ không có ai mà đi giờ đi ngồi đi bán áo mà hàng chính quy hàng xuất châu Âu xuất Nhật mà bán giá gì đâu, bán giá gì đâu ha mấy chị ha? Không có nha, không có. Còn hồi nãy giờ chị nào vô sau buổi sáng qua lai á, đổi chín rồi, đổi gì nữa mới nghĩ ra chắc. Áo xám 70-90kg áo xám. Áo da trăng 90.000 áo da trăng nha. 90.000 áo da trăng. Nè. Nói nghe nè, là ngày hôm qua đó tôi nằm mơ thấy con cầy trăng tươi. Nói nghe nè, bán cho con đồng nè. Bán cho con đồng giá rẻ nè. Bộ đồ đang mặc nhiêu tiền? 220 Thương Ngọc ơi. Thúy La, chế ơi chế, sao chế cho địa chỉ số điện thoại trên này ạ? Tí xíu em nhắn tin cho chế nha. Giờ em xóa cái bình luận này chứ không mấy thằng lừa đảo á. Xóa bình luận này chứ không mấy đứa lừa đảo nó ngồi nó me á. Nó me bình luận lên, nó me giống như là me chó chợ cứt á. Nó thấy cục nào rụng rồi nó bốc nó lụm á. Em xóa bình luận rồi tí xíu em nhắn tin cho chế. Đây nè. Em thông báo với mấy chị nè, em có con đồng nè. Nó bị lỗi một chút nè. Mấy chị lấy về mặt nhà đi ha. Lấy về mặt nhà em tính cho 40.000. Em nói thiệt con này bị lỗi nè, đáng lẽ con này 80.000 nè, nó bị lỗi rồi. Em bán mấy chị 40.000, size này là size 70-90kg. Chốt giùm em là đầm 40, hoặc là chốt giùm em đầm lỗi cũng được nha. Đầm lỗi mấy chị, đầm lỗi bán mấy chị 40.000. Ai chốt đầm lỗi 40.000, chốt giùm em đầm lỗi 40.000 nha, 70-90kg đầm lỗi. Âm trụ à. Đầm lỗi của chế Thúy La à, dạ ok chế Thúy La. Mấy chị ơi mua đi cái hàng giá này, bữa nay bán mai nghỉ mốt đi làm đỉ rồi nha, không có bán nữa đâu. Hàng đâu vốn đâu bán nữa. Mấy cái đầm này không biết chụp báo kho làm sao nữa. Bởi vậy mình lúc trước mình mà mình bán mấy cái hàng này mà mình khó chịu, mình khó khăn với lại kho là có hàng rẻ nó đâu có kêu tới mình mấy chị. Có nghĩa là mình người chút gì á, đầm đó mặt không thấy. Út lấy cái bình đỏ đựng vô. Đây cái đầm này không lỗi nè. Cái đầm này không lỗi nè. Nè rồi đầm này không lỗi nè quý vị ơi. Đầm này không lỗi 70-90kg đầm cổ tim ha. Bán mấy chị 70.000 đầm cổ tim. Chốt giùm em đầm cổ tim 70.000. Không khỏi đi. Dạ chốt giùm em đầm lông chuột không lỗi nha. Chừng nào đi làm đĩ nhớ rủ chị cũng đi nữa hả? Đồ quỷ à. Ở đâu vô mới vô khách mới mà cũng lầy vậy. Làm đĩ nó khổ lắm chị thiệt. Lúc này nằm vĩnh hai chân hai tay lên trời. Khổ lắm đừng làm chị, để mình em làm thôi nha. Làm nghề đó để mình em làm chứ nghề đó khổ lắm. 70.000 đầm lông chuột. Đầm lông chuột. Em bắt cái like của em cùng với của chị để xem họ lượt ta xem nào. Cái cây like nào? Của em có được một chị bóng cây nhỏ. Có, tao hỏi mày chi. Bữa trước thấy chị có một cây. Có một
tao đi kiếm ấy. Đầm cổ tim của Chế Anh Lê là trời ơi, đầm này Chế Anh Lê về thấy cái mép vải không Chế cũng thích đâu. Ủa mà sao mình bán rẻ dữ ta. 70.000 của chị Anh Lê nè. Áo dây 70.000 nha. Nhưng mà nói nghe nè, dây này á, chị nào không có model là không có mặc được đâu. Tại vì nói nghe nè, áo dây này nè 70.000, size 6 ở dưới 70kg thôi ha. Nhưng mà nói vậy nè, để em mặc lên cho mấy chị coi. Nói nghe nè, là ngày hôm qua đó tôi không biết nó có bị lỗi không, mà tôi dùng tới dùng lui nó không ra cái màu. Rồi đây, dây này size nhỏ lắm nha mấy chị nha. Dây này size rất là nhỏ, cho nên mấy chị mua dây này là mấy chị cẩn thận. Tại vì nó là crop top luôn mấy chị. Dây mà crop top luôn ha. Dây đó, cầm cái áo dây nãy giờ chưa lộn tới được luôn á mấy chị. Nè, em để ngược cho mấy chị thấy cái form thôi ha. Để ngược thấy cái form à. Ôi trời, tụi mẹ nó chưa có dọn luôn á. Ôi tụi mẹ nó tụi khỏi đi. Nè, em lấy mấy cái đà áo size nhỏ này về để em lấy mẫu em may bán cho mấy chị nè. Em lấy mấy cái áo size nhỏ nè, em về em lấy mẫu em may cho mấy chị nè. Đó, em lấy mẫu em may cho mấy chị mấy cái này nè. Cái này để từ từ em lộn ra em bán sau đi. Em lộn ra em bán sau nha quý vị nha. Đó, bán mà lộn cái áo nửa tiếng đồng hồ chưa xong, để lộn thử cái nữa. Bán lộn cái áo nãy giờ nửa tiếng đồng hồ chưa xong, đồ quỷ đồ ma. Đó, chưa xong nghỉ ấy. Nghỉ bán, nghỉ bán quý vị. Em có chân váy bán mấy chị 80.000 nè. Trời ơi, nói nghe nè, 80.000 chân váy. Nay bán mai nghỉ, mốt lên ra làm đỉ là có thiệt nha. Nè, 80.000. Em đưa chân váy lên nè mấy chị, không giật em làm con mấy chị á. Nè, xinh chưa? Trời chụm má ơi, 65kg đến 85kg nè. Trời chụm má, coi chân váy bán 80.000 vải co giãn nè. Đẹp á quý vị. Rồi 80.000 chân váy hốt lẹ đi. Hốt lẹ đi chứ kẻo lỡ nha, người ta bán 145.000 nè. Rồi chốt giùm em 80.000 chân váy. Chân này mà mấy chị không lấy là em làm con mấy chị luôn á. Rồi chốt, Phú Nhuận chốt một bill. Đó. Hello hello. Chân váy của Lộc Nguyễn nè. Hello hello hello. Hello, chân váy của Lộc Nguyễn 80.000 của Lộc Nguyễn nè. Lộc Nguyễn 80.000 nè. Lộc Nguyễn chân váy 80.000. Bộ em đang mặc là 220 nha quý vị. Lộc Nguyễn 80.000 nè. Trời ơi ẩn tầm men hết. Lộc Nguyễn 80.000. Chân váy của Thúy Ngờ nè. Thúy Ngờ chân váy 80.000 nè. Chân váy 80.000 của Thúy Ngờ nè. Hello hello mấy chị nha. Hello mấy chị bên Tây. Nè, Thúy Ngờ, nghiên cứu hai dây đó cho em đi. Kim cương, chắc cái đó kim cương vừa đó. Đợi đợi chị chút xíu đang. Đợi chị chút xíu kim cương. Đang lên 80.000 nè. Đang lên 80.000 nè. Chết hôm đằng nãy giờ nhắn tin nhắn tin địa chỉ số điện thoại chưa à? Chớ thơm đặng bỏ sau nha, đừng có bỏ trước nha. Trước là chỗ khách mới chưa xin địa chỉ số điện thoại á. Chế thơm đăng nè, 80.000 của chế thơm đăng nè. Áo dây đó em chị nghĩ em chưa. Thơm đăng nè. Ai nữa quý vị ơi, ai chốt chân váy nữa không? Nó có một size rồi chị, mà nó coi vậy dữ dàng lắm. Có chế nào chốt chân váy nữa không? Từ từ kiếm cũng phải từ từ mấy chị. Mấy chị dí em cái hồi xịt cứt luôn á. Hello 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 mấy chị. Hello mấy chị. Đây là quần áo biết size, nãy có ghi quần áo biết size lên không? Quần áo biết size là bên này là 60-100kg nha quý vị nha. Còn chị nào lấy chân váy nữa không? Có chị nào lấy chân váy nữa không? Mình nói mình đang nghiên cứu vậy hả? Nghiên cứu này hả? Trời ơi là trời. Nè, có chế nào size nhỏ lấy chân váy nè. Chân váy hàng xuất phải co giãn nha. Chân váy hàng xuất phải co giãn. Giá nhiêu quên mẹ, mới nói nhiêu 80.000 nè mấy chị. Có chế nào chốt chân váy nữa không? Có chế nào chốt chân váy nữa không nè? Đổi hàng là đổi như thế nào đây chị? Đổi hàng là cái quần jean với cái quần sọc rin của chị á, là chị để nó bên đó. Tí xíu nữa em lên rin thì chị sẽ, em nói là chị phải đo cái eo của chị nha. Chứ quần rin mà đổi kiểu này là nó rất là kỳ. Tại vì sao?
Khi mà em bán nguồn riêng á, khi em bán nguồn riêng, em bán nguồn riêng đó eo 100 là eo 100 mấy chị phải vừa, chứ không thể nào không vừa mà thêm nguồn co giãn nữa. Rồi khi mà chị để hai cái đồ đó ở dưới, khi mà ở trên này chị lựa hai cái nguồn riêng khác, em tính tiền xong hai nguồn riêng cái giá nhiêu, hai nguồn riêng trên này giá nhiêu, ví dụ thiếu thì em nợ lại, còn dư thì em sẽ thiếu thì em sẽ thu thêm tiền mấy chị, dư thì em sẽ một là trả bỏ tiền vô bì, hai là lần sau mấy chị mua bill ha. Chân váy của Đoan Huỳnh nè, nó đơn giản như vậy thôi. Rồi riêng cái đồ kia thì shipper sẽ lấy về nha. Riêng cái đồ kia thì em sẽ nhắn trên cái app á, là chị Đan Huỳnh nè, khách cũ hoặc khách mới, chị Đan Huỳnh, chút nữa ghi xong để bên này nè, Đan Huỳnh 80.000 nè, thì lấy cái bì bỏ vô, lấy băng keo dán lại, Đan Huỳnh 80.000. Rồi chừng nào shipper xuống giao cái cục hàng kia cho chị á, thì đưa cái cục hàng đó về ha. Ok chưa? Đan Huỳnh nè, Chế Mai Ngọc chân váy nè, hello hello mấy chị, chị nào chốt gì cứ comment lên cho em nha. Chế Mai Ngọc nè, chân váy 80.000 của Chế Mai Ngọc nè, chân váy ít lắm chứ không có nhiều đâu, 80.000 mà hàng Việt Nam xuất khẩu là mấy chị mua mát tay luôn, có 60-80kg, 85kg cũng vừa chân váy này. Bích Thơ Đinh 80.000 nè, Bích Thơ Đinh 80.000, Bích Thơ Đinh 80.000 nè. Em một cuộc bán rẻ vậy là bên đây bán mai nghỉ rồi, em mốt em cũng đi làm đĩ rồi nha mấy chị, cho nên tranh thủ mua đi ha. Nguyễn Trinh quận 10 nè, Nguyễn Trinh quận 10, để coi tụi còn chân váy không mà ghi quận 10 nè, 80.000, Nguyễn Trinh quận 10 80.000 nè. Ôi hết chân váy rồi nha, hết chân váy, hết chân váy, ai chốt chân váy ờ còn cái chân váy nè, Đan Huỳnh có rồi, Nguyễn Trinh có rồi, em còn một cái chân váy nha, ai chốt chốt lấy giùm em nha. Em còn một con chân váy Thương Ngọc của chị Thương Ngọc, nãy giờ chưa có không? Thương Ngọc chưa có không? Em chưa đọc Thương Ngọc nãy giờ phải không Thương Ngọc ơi? Thương Ngọc một chân váy nữa là hết nè, hết chân váy rồi nha mấy chị nha. Thương Ngọc, Thương Ngọc một chân váy 80.000 của Thương Ngọc nè, Thương Ngọc một chân váy 80.000 nè. Rồi hết chân váy nha mấy chị. Ai lấy áo màu da trăng nữa thì lấy ha, áo da trăng 70-65kg đến 90kg có size, áo cổ tim da trăng, chị nào chốt áo cổ tim da trăng chốt giùm em nha, 90.000. Trời ơi, tôi đưa cái con áo đẹp lên mấy chị không thấy đẹp đâu, đợi tới khi tôi không mặc áo vú tôi mặc lên là mấy chị ghiền ha. Nè áo cổ tim nè, khi mấy chị mặc áo này lên vải rất là đẹp, mỗi tội không mặc áo vú nó không đẹp thôi, chứ áo này là em nói mấy chị mê lắm ha. Rồi chốt giùm em áo da trăng 90.000 kèm số ký. Áo này mấy chị mặc lên gọn lắm, mấy chị mặc mà mặc lên cũng thấy không có mập, thấy cái béo tí tí thôi chứ không có mập đâu ha. Rồi chị nào chốt áo da trăng chốt giùm em 90.000 da trăng, đừng chốt da cọp nha, mùa này cọp tiệt chủng rồi nè. Chuẩn bị tôi lên một con áo con cọp nè, 100.000 một áo con cọp mà mấy chị dành lộn nè. Nè tôi nói thiệt nè mấy chị coi nè, từ từ nè, áo da cộp nè mấy chị, áo con cộp nè mấy chị thấy đẹp không nè, ở trước là khuyết cổ tim nè, thấy không? Áo này phơm không có dài nha, đừng có nhận rồi nói áo này ngắn rồi đổi trẻ là em quýnh chạy không kịp á, đổi trẻ là tùy mẫu ha mấy chị ha. Đài thấy chưa, thấy áo con cộp chưa, con này mà thêm một con sọt vô nữa là chết, 60-85kg có size, 60-88kg có size nha. Rồi chị nào chốt áo con cộp chốt lên giùm em áo con cộp, đừng có chốt áo con cặc nha, chốt là làm ơn chốt giùm tôi cho làng hoàng áo con cọp, đừng có chốt áo con cờ nha. Rồi áo này chị nào 60-70kg lấy size nhỏ ha. Cờ của Nguyễn Trinh nè, 100.000 của Nguyễn Trinh, trời ơi áo này người ta bán 170. Nguyễn Trinh ghi giùm nè, có bút lông đó, kiếm bút lông rồi được, kiếm cây bút lông rồi đi. Nguyễn Trinh có dấu con cọp 100.000. Ai chốt con cọp, con này mặc với sọt là em nói với mấy chị là đẹp vô cùng, tổ quốc ta ơi ha. Áo cọp của chị Hiệp Huỳnh Nguyễn Trinh có dấu, Quy Nguyễn Trinh có dấu bình thường 100.000. Nguyễn Trinh nó bịch táo, mày làm gì mày mò hòa dữ vậy? Hiệp Huỳnh nó để tao ghi cho xong nãy giờ cho rồi, để nói Nguyễn Trinh Hiệp Huỳnh nè, 100.000 của Hiệp Huỳnh nè, 100.000 của Hiệp Huỳnh. Chị nào chốt áo con cọp của ai nữa nè, ai chốt áo con cọp chốt giùm em. Hello hello mấy chị, hello chị Quốc Ninh Nguyễn, hello mấy chị ha. Áo con cọp, có chị nào chốt áo con cọp nữa không nè,
Có chị nào chốt áo con cọp nữa không? Chốt giúp giùm em nè, áo con cọp. Không có chị nào chốt áo con cọp. Trời ơi, tưởng đâu cái áo này bán banh banh tầng chị dậu chứ ai ngờ làm em đau lòng quá đi. Chút nữa Rin là like sau nha. Em đi hết hai cái bao này hay là mấy chị muốn giờ lên Rin tối này lên áo sau? Mấy chị muốn sao? Mấy chị giờ lên Rin cho mấy chị nha. Còn bao này để tối xả nha. Bao này để tối, để tối like nha. Giờ em lên Rin cho mấy chị nè. Lên Rin nha mấy chị nha. Rồi lên riêng nha mấy chị. Lên riêng nha. Chị nào mà 100kg là coi như mà nhận riêng nhà em là chỉ có từ gì tới mê xay thôi. Nhất là những chị 100kg ha. Nói chung là riêng nhà em có size từ 60kg đến 100kg là lên cho con riêng 100kg nè. Trời ơi mấy chị mà mặc mấy con riêng này là mấy chị gửi dùng ghê lắm luôn. Nè coi gỏi nè, 150.000 con riêng nè mấy chị. Con riêng này nhà em là lấy kho rẻ sẽ bán rẻ eo 115. Eo 115 rin này. Để em nhắn tin cho chị. Thanh Trần lên áo đi. Phương Thảo. Phương Thảo. Em nhắn chị Phương Thảo kìa. Bả đâu rồi? Nợ em một cuộc tình cay đắng. Nợ em một cuộc thấy chị Phương Thảo đâu hết ta. Nguyên Ngô cho em một bịt đường đầm yếm số 14 hơi chật đầm yếm đổi em chị chụp 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 qua cái mẫu đó em xem hàng chính quy hay hàng sale chứ. Nguyễn Trinh em vừa không, quần này là eo 115. À, chị ơi có đầm cho người 100kg Trần Phương. Trời ơi là trời. À, riêng mà đầm 100kg là nhà chị Yên hơi bị nhiều, mẫu nào cũng có đầm đó hết nha. Eo 115 nè. Eo 115 này là tương đương 100kg nè mấy chị. Eo 115 này là tương đương 100kg. Eo 115 này là tương đương 100kg. Quần này là quần ống hơi hơi bát ha. Trời ơi mấy quần này mà mấy chị, em nói thiệt mấy chị mà chốt quần này là mấy chị không bao giờ tiếc luôn. Mà giá thì rất là rẻ. Cái lô này 115, ở trong này có xem kỹ lô lớn nha. 93kg eo 101, đợi chừng nào đúng cái nào 100 eo 110 đó thì hốt ha. Eo 115 này là phải nhét hai con Nguyễn Trinh vô mới vừa nha. Eo 115 là phải nhét tới hai con quỷ Nguyễn Trinh vô mới vừa lận. Nè em có con quần 150.000 nè mấy chị coi nè, đẹp không? Nhưng mà con này eo nhỏ. Con này eo khoảng cỡ 90. Hello, hello mấy chị. Con này eo khoảng cỡ 94. Con này eo 94 mấy chị. Đừng có đọc nữa. Hai máy thấy comment hết. Đừng có đọc, đừng nói nữa. À, cái quần này là nói rồi. Eo 115, 150 ngàn. Nói nãy giờ 3 lần rồi đó Thủy. Rồi quần này eo 94 nè. Giá tao chốt quần eo 94, quần này không rắc. Nhưng mà quần này ở dưới đây nè là bị xé tàn ha. Quần này eo 100 eo quần này eo 94. Giá tao chốt quần này eo 94 chốt giùm em. Rin này co giãn nha. Rin này co giãn rất là nhiều ha. Cái này bị chạy nhiều rồi cha tương tác lên. Chứ không không có cất tương tác lên. Chốt giùm em là rin eo 94 150.000. À, 150.000 ngủ lộn, 150.000 eo 94. Em có một con áo khoác bán sale mấy chị 80.000 nè, lấy tương tác nè. Đó em có một con áo khoác vest nè, mới vô nên không nghe chốt cái 115 cho Bích Thủy ha. Dạ không phải nhà em tên Yên. Bích Thủy 115 nè, Bích Thủy 150.000. Em có một con áo khoác bán mấy chị 80.000 lấy tương tác nè. Áo khoác này coi giản nhẹ ha. Áo khoác này coi giãn nhẹ, size này là size từ 80 đến 92kg. Chị nào chốt áo khoác vest này chốt giùm em nha. Khoác vest bán với chị 80.000 con này. Chị nào chốt con khoác này chốt giùm em 80.000. 80.000 con khoác này ha, nhanh tay thì còn, chậm tay thì đi Sài Gòn chợ Kim Biên mua đi mấy chị. À, mới Vi Thảo.
Vi Thảo, khách cũ và khách mới. Vi Thảo ơi, vô chọn ngón tay cho em xin địa chỉ số điện thoại luôn nha Vi Thảo ơi. Vi Thảo 80.000. Vi nó học xong chưa ta? Vi Thảo 80.000. Áo khoác của Vi Thảo 80.000. Đây, thuốc dây đây, mắc cổ, chạy được xuống thuốc dây. Vi Thảo 80.000 nha. Quần rin này là 220. Quần rin này là 220 nha mấy chị nha. Quần sọt rin này là 220. Để đo eo một cái cho mấy chị nè. Quần sọt rin eo 220, quần này là eo 95-96. Quần 31 là eo 95-96 nha mấy chị nha. 95-96 quần này. Trên dưới 2-3cm vẫn được ha. Trên dưới 2-3cm vẫn được nha. Đầm này là đầm yếm 101.000, là đầm này hàng xúc nè mấy chị. Trời, đầm này em mặc lên cưng lắm. Vải đẹp ơi là đẹp, thứ nhất là hai lớp nè. Nè 101.000 nè mấy chị, 60 đến 85 kg đầm yếm. 101.000 đầm yếm. Chị nào chốt đầm yếm chốt giùm em đầm yếm 101.000. Không có quần rin lưng thun chị Thạch Đồng ơi. Không có quần rin lưng thun. Hello mấy chị. Bên em vẫn là hàng 60 đến 100 kg nha mấy chị nha. Rồi lên tiếp quần cho mấy chị ha. Lên tiếp quần cho mấy chị. Quần này giống cái quần không rách hồi nãy, nhưng mà quần này eo nhỏ hơn nha mấy chị ha. Ở trên chỗ trước phòng thờ nó có một cái bao rin á. Bao rin bỏ trong bì bóng gương, sắp cái bao rin nó xuống. Quần này eo 92 nè. Quần bao rin nó chưa có lai. Quần này eo 92. Chị nào chốt eo 96 thì lấy cái quần trước. Chị nào chốt eo 92 thì lấy cái quần sau ha. Alo. Năm chục. Ủa lộn, giá nó đúng rồi đó, lộn. Mới vô nên không nghe. Quần sọt của chị Hiệp Huỳnh 220. Trời ơi, quần này chị Hiệp Huỳnh về mặt là mê lắm. Cái chất vải nó mê lắm. Cái chất vải của quần này là em nói chị mê say luôn chị Hiệp. Dạ, đầm yếm của chị Anh Lê 101. Hiệp Huỳnh 220. 220 quần riêng của Hiệp Huỳnh nè. Đầm yếm của chị Anh Lê nè 101. Đầm yếm có đeo lên quần riêng Hàn Quốc nè bé. Bé bé bồng bồng. Hai má hồng hồng. Bé đi chi biết. Bé tông cái đùng. Đầm yếm của chị Anh Lê, quần sọt cho chị hai cái eo 98 cái trăm. Để từ từ em kiếm nha chị Cao Phượng. Tại hôm nay em về giày á, hôm nay em về cái lô giày hôm qua, nhưng mà em đang kiếm giày mẫu thêm cho mấy chị á. Em chưa có lên riêng để em xót lại coi thử cái nào riêng. Riêng đó em lấy cho chị. À bên kia cũng có riêng. Đợi đi, chiều tối em kiếm riêng hàng sữa em kiếm cho chị. Eo 92 là bao nhiêu ký yên? Eo 92 là khoảng cỡ 70 ký á gái. Khoảng cỡ dưới 70 ký tùy theo bụng lớn, bụng nhỏ, bụng bia, bụng bầu nha. Tùy theo bụng lớn, bụng nhỏ, bụng bia, bụng bầu. Em lên cái quần này xen kẽ là quần 220 cho mấy chị nha. Em lên xen kẽ quần này 220 cho mấy chị. Nói chung là quần em mua kho cao thì em bán cao, mua kho rẻ thì em bán rẻ. Mấy chị biết tính em rồi. Chứ quần mà em lấy rẻ thì em bán mấy chị 200 mấy, mấy chị cũng không biết. Nhưng mà mấy chị thông cảm. Có nghĩa là tại sao mấy chị hỏi cùng một loại hàng xúc mà vậy. Nhưng mà tại vì em lấy kho cao em sẽ bán cao cho mấy chị ha. Rồi em lên con quần này 220 nè. Quần bát không rách nè, đẹp không? Ồ, con này có một con này 220 nha. Quần bát không rách. Mấy chị thấy em bỏ từng bao riêng chứ em đâu có dám nhập chung đâu. Nhập chung rồi bán nhập nhằn rồi mấy chị lại không có vui. Eo 100 nè, trời ơi, chế nào 80kg đâu rồi. Chế nào 75-80kg đâu rồi, coi vải nè. Chế nào 75-80kg đâu rồi, chốt giùm tôi cái con quần ống bát không rách đi. Trời ơi, đẹp quá trời đẹp luôn mấy chị. Em nói thiệt sự luôn á. Đẹp quá trời đẹp luôn, 220. Chốt giùm em bát 220 nha. Bát 220, 75-80kg. Chị nào mà em nhỏ nhỏ 82-83kg vẫn vừa ha. Tại vì độ co giãn nó rất là nhiều. Lên tiếp tục nè. Quần đây. Nè mấy chị, quần yếm 280 nè một con. Một con duy nhất yếm 280. Có một con duy nhất thôi nha. Chế nào không chốt quần này tôi để mặc, tôi mặc ráng chịu à. Ha. Một con quần yếm kiếm cho em vài cái quần dài. Hôm bữa chị gửi em á. Trời ơi, nói nghe nè Thảo Hiền Trương. Một ngày ta bán 100 cái bill. Mà nội để tao nhớ một cái bill mày không là tao cũng muốn lòi não rồi. Mà giờ mày hỏi kiếm cái quần hồi bữa mày mặc.
Nhiều lúc mày ngủ với chồng mày mặc quần slip thì sao tao biết được, tao chọn quần cho mày con quỷ, quỷ ma. Trời đất ơi, bả mặc đẹp là bả định vị là cái đó tôi phải nhớ vậy mà nội. Thiệt, bả định vị là tôi phải nhớ cái quần bả mặc á. Rồi chốt quần yếm cho em nha, chốt quần yếm cho em. Trời con này mà em, quần yếm này là sai tôi luôn nè mấy má. Đừng ai chốt nha, đừng ai chốt quần yếm hết trơn á. Quần đã sai tôi đó. Thiệt, hồi nãy sao Trần Hạnh không lấy cái quần eo 115 vậy? Nè, coi lưng quần này đẹp không, lưng quần á. Đây, quần này size lớn nè, lưng quần này, nhưng mà quần này mấy chị nào model mặc mới được nha. Nè, rách ở sau nè, nó rách ở sau nè mấy chị ha, để ý nha, nó rách ở sau đít á. Quần này 220, quần này chế nào model mặc mới được ha, không model mặc được về chồng nó quýnh lên bờ xuống ruộng luôn nha. Ừ, nó đẹp mà, nó đẹp, nó độc rồi, nó độc kệ bà nó. Quần này eo 112, nó đẹp thì nó đẹp, nó độc thì nó độc quá, chứ mà mặc vô mà không xin phép chồng nó quýnh lên bờ xuống ruộng nghe mấy chị. Quần rách đít 112, chế nào chốt quần rách đít 112 chốt giùm em. Nói thiệt á, cảnh cáo trước nha, chứ đừng nhận quần đó nói chị ơi, chồng em nó quýnh banh chành nè. Một cái quần là rách tàn canh giá lạnh, quần tôi không à ha. Nhưng mà quần này hơi rộng so với em. Mấy chị thấy cái quần đưa lên vậy á, trước khi mấy chị mặc con quần này lên phơm đẹp dữ dằn lắm mấy chị. Eo 112 quần này, quần này eo 112 nha, chế nào chốt quần eo 112 chốt lên giùm em. Eo 112, eo 112 em có một con quần hàng độc nè, là mấy chị coi cái, mấy chị coi cái lưng của nó nè, nhưng mà size lớn, size lớn mà rất te tua. Rồi mấy con quần này mà mấy chị nào mà mặc mà cá tính á, cá tính mà chịu chơi á, em nói mấy chị mặc vô nó đẹp kinh dị lắm, nói thiệt, mặc vô ta nói đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi luôn. Quần yếm size bao nhiêu, co giãn thơm miêu miêu. À, eo đó là eo 104, 208, co giãn nha, thơm miêu miêu. Quần đó co giãn, quần đó mặc lên hơi bị chất. Quần này eo 108 nè, quần này eo 108, em đang đo quần là đo độ co giãn luôn nha mấy chị. Chứ quần này mặc mà không đo độ co giãn vô là vừa mặc vừa cầm cái quần đi tung tăng luôn á, chứ không phải giỡn đâu. Thế mấy chị đừng nói, ừ, quần này cũng rất sâu đít nè. Đó, quần này rất sâu đít á. Mà em, đây, quần này sâu đít không rất nhưng mà rất ở trước. Mấy quần này là size khoảng cỡ, là mấy quần này nè, là size khoảng cỡ 90-100kg không à. Mà 90-100kg phải chịu chơi, phải chịu chơi, chứ không chịu chơi là không có, không có, không có mặc được mấy con quần này. Yên ơi, thôi khỏi đổi dép chứ chờ dép không kịp, ở ngoài này mua cũng được. Dạ ok chị, ok chị, ok chứ. Tại vì muốn có hoài cũng không có được, giày đó đâu có, giày đó hàng xúc mà. Rụng lại vài con thì ôm về bán thôi. Đang bán gì? À có quần size nhỏ không hả chị? Có, đợi em chút nha. Em lên hết cái bao này cái rồi em kiếm quần size nhỏ em lên nha. Đợi em tí xíu. À, em phân cái đồ này, cái bao này hồi bữa em chưa phân á mấy chị. Rồi em phân xong một cái nha. Quần này size lớn nè, hôm nay có chế nào size lớn thì làm ơn chốt. Rồi con quần này vải đẹp quá mấy chị ơi, 220 nè. Quần này hồi bữa em có giống cái size em, size em eo bữa nay còn chín mấy à. Nói chung bữa nay còn 81,5 kg. Trời ơi, con quần này sao bà Thảo bà không lấy trời. Nè chốt cho Phương Thảo, ghi là Phương Thảo Bình Phước có giống nè. Nè Phương Thảo Bình Phước có giống, lấy quần yếm cho em. Đây đi kho lấy về nha, chút xíu nó giao qua Thủy thôi. Để gọi thử nó giao hàng qua chưa vậy. Thủy đợi chút xíu nha. À, đôi này, đôi này có lấy không? Đợi chị like xong chị chuyển khoản em ship qua. 220. Đúng rồi. Ủa gì? Ừ, 220 ghi Phương Thảo có dấu mở ngoặc Bình Phước 21665. Đợi đợi, chút nữa nó có cái đôi đế xuồng này về nè. Nguyễn Văn Khôi. Nè, chút nó có cái đôi này về nè mấy chị.
Chúng nó có cái đôi đa xuồng này về nè. Đẹp không? Đó, chúng nó có cái đôi xuồng này về nè quý vị. Chúng nó có đôi xuồng này về nè. Để nhắn cho nó cho cái số tài khoản luôn. Cho chị số tài khoản. Đợi tiền về, đợi tiền code bưu điện về. Sáu bảy em ơi. Đó em mới để cho chị Thảo cái quần, chị Thảo thấy không? Cái quần đó y chang cái quần em giấu luôn. Y chang quần em giấu trên lầu luôn. Mấy cái quần này chị Thảo cũng vừa nhưng mà nó hơi mua đen quá. Nó rất ở trước với lại nó rất cào ở sau nữa nè. Nè chị coi cái lưng nó đẹp không? Nó rất cào ở sau nữa nè mấy chị đó. Đó chị nào lấy cái quần rất sâu đít nữa thì chốt em đo size nha ha. Rồi em qua hết cái ba quần này thôi. Nè quần mới để cho chị. Đây là cái quần mới để cho chị Thảo. Để em xong cái bao này, quần này 220 đi, 220 vô. Quần này 220 nha. Hello, hello mấy chị. Hello, hello mấy chị. Quần này 220 ha. Đợi đi, em lôi cái hàng 280 xuống em. À, lấy cái quần yếm của cái bạn gì phải không? Lâu, lâu lắm rồi mới thấy chị like. Ủa trời má ơi, con like 4-5 tháng này không nghỉ ngày nào luôn. Quần yếm của Thơm Miu Miu, trời má, Thơm Miu Miu nó hiền ghê. Nó không nhắc tao luôn. Thơm Miu Miu nè. Đáng lẽ là giờ phải ngồi soạn quần lại đổi cái quần size đó cho Thơm Miu Miu luôn á. À, có quần màu xám không có chị? Ê nè, em về đây, 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 đây. Em về một lô quần rin co giãn mà hàng xuất châu Âu mà giá chỉ có bao nhiêu? Bán mấy chị 280 thì cao, bán mấy chị 150 thì không lời. Bán cho mấy chị 180 ngàn quần đen. Em lên cái phân quần đen là mấy chị ghiền liền. Quần đen co giãn không rách. Em mới để chị cái quần này nè. 280 ngàn của Thơm Miu Miu. Nè em mới để chị Phương Thảo. À hồi nãy em để chị Phương Thảo cái quần có rách. Cái có màu dày mà có rách. Còn quần này không rách nè mấy chị. Quần này 220 là đẹp không? Trời ơi. Nè coi rin nè. Mấy chị coi rin ở ngoài nè. Đó. Màu rin nè. Mà nó quá đẹp không mấy chị. Nó quá không có một vết tì. Không có một điểm trừ luôn. Quần này 220. Chị Vương Hằng lấy quần này đẹp nè chị Vương Hằng. Quần này đẹp quá trời. Chị Phương Thảo lấy quần này nè. Bích Thủy nè. Đó. Mấy siêu anh hùng nhà bên em á. Lấy cái quần này nè. Đẹp xuất sắc luôn. Đẹp dữ dằn lắm. Nha. Quần này đẹp. Xúc phạm người nhìn luôn mấy chị. Eo này là eo 120 nè. Eo Bích Thủy nè. À, quần này eo Bích Thủy nè. Ờ quần này size lớn không à. Đó hồi nãy em lấy chị Phương Thảo cái quần này nè. Có quần màu xám chứ. Nè. Trời ơi. Quần đẹp quá trời luôn á. Ừ sao tự nhiên có một cái không coi vậy. À có một cái không rách không biết nữa. Ừ rách có hai bên này à. Nó có chút chéo à. Nó có chút chéo à. Nè chị Phương Thảo nè. Phương Thảo Bình Phước 220. Phương Thảo Bình Phước 220 để sau lưng nha. Má con nhìn đi. Chị Thảo về thấy cái con quần mẫu màu này chị Phương Thảo ghiền. Thiệt ghiền thiệt chứ không phải ghiền giỡn đâu. Ghiền rất là ghiền luôn. Ghiền ơi là ghiền luôn. Lấy không. Nó có rách hai cái bên đây chút xíu nè. Vương Hằng lấy được không? Nó có rách hai bên này chút xíu nè. Thôi mày Vương Hằng lấy cái quần này bị động đó. Thôi đừng lấy. Rồi em cắt rin ra cho mấy chị nè. Em cắt bao rin ra cho mấy chị. Móc luôn cho các mẹ vậy. Móc luôn. Em có 4 con quần thể thao màu đỏ nha. Chế nè. Hôm qua chốt quần thể thao màu đỏ chốt nè. Biết gì đây không? Hàng đây là hàng super nè. Hàng đây mấy chị có tiền không bao giờ đi đường quyền được hết á. Ha, à, đẹp như em không? Dạ đẹp như em mà đi làm đĩ hết rồi chị. Đó mấy chị hôm nay em bán cái gì? Hôm nay em bán tạp về nha. Đó, hôm nay em bán tạp về nha quý vị. Tạp về rin 90 ngàn một cái đẹp không? Đầu má nó đẹp. Ai chốt hai cái thì em lựa cho hai màu. Tạp về rin 90 ngàn một cái. Trời ơi hôm nay em thấy tạp về nó đẹp nè. Trời ơi mấy chị ơi người chốt cái tạp về rin cho em đi. Tạp về rin 90 ngàn một cái. Ai mà đảm đang việc nhà, đảm đang việc nước như em là coi như biết nấu cơm á thì mua tạp về. Rộng hả chị? Rộng hả vậy đưa cái sâu của chị Phương Thảo lại đi. Eo 120, 115, 120 lần vậy. Rồi đúng rồi. Rồi mấy chị ơi. Chốt nè. Chốt giùm em tạp về 90 ngàn. Trời ơi em nói thiệt nha.
Để tập về rồi mà còn phải coi giảng, mà còn cắt điệu, cắt âm đồ nữa chứ, mệt thiệt chứ. Nè, chốt giúp giùm em tập về riêng 90.000 cái. Bích Thủy mua 10 cái tặng cho mấy anh bán heo quay nha Bích Thủy nha. Tập về quý vị ơi. Hello, hello mấy anh mấy chị. Hello mấy chị, tập về. Chị nào chốt tập về, chốt giùm em tập về ha. Tập về. Ai, ai chốt tập về đâu, chốt lên cho em cái mở hàng coi mấy chị. Ai, ôi, không ai chốt tập về luôn. Rồi ế tập về. Ế, cho em ế tiếp mẹ em cũng được, cho mấy chị vui lòng nha. Cho mấy chị vừa lòng mấy chị. Áo 100.000 em có bán nha. Hello, hello. Tối ở chuồng bận tập về ngủ là khét lẹt luôn. Mày nghĩ cũng ra hả Thủy? Tám Thủy bị bệnh hoạn nghĩ luôn á. Đây nè, áo 100.000 nè quý vị, áo con cọp, đừng có chốt áo con cạc nha, không có bán đâu. Đẹp không? Ở trước phía cổ tim là đẹp không? Áo con cọp. Ai chốt áo con cọp, chốt giùm em áo con cọp rồi, tạp về ế. Mày vẫn tạp về. Rồi lên quần nè. Lên quần mấy chị. Quần này nãy em có nói 180.000 nha, bán xong bữa nay là bỏ vô cái bao thành ra 200 luôn ha. Bỏ vô cái kho quần 200 luôn. Nè mấy chị, thứ nhất là vải quần co giãn nè mấy chị thấy không? Vải co giãn. Thứ hai là rin không rách ha, áo con cọp cho hoa hải đường. Hoa hải đường 100.000, áo con cọp. Áo này đẹp lắm nha chị hoa hải đường. Mặc dưới rin là xuất sắc. À, tám tập về một cái của chị Cao Kim Phượng. Cảm ơn chị Phượng, thấy em bán ế ủng hộ. Cao Kim Phượng. Thấy hoa hải đường có dấu không? Cao Kim Phượng 90.000. Cao Kim Phượng 90.000. 100.000. Cao Kim Phượng. Quần đen 70kg lấy 2 cái của Hương Chu. Áo con cọp 63kg của chị Hồ Thảo. Chị Hồ Thảo lấy size M nha. Cô đêm lạc loài hương yêu. Áo con cọp của Hồ Thảo nè. Đây nè, Hồ Thảo 100.000. Hương Chu 2 quần. Hương Chu 2 quần 70kg. Xem áo con cọp. Sao áo hoa sao ở dưới đó nó báo giao view Kali Nguyễn thất bại hoài ta. Áo con cọp nè chị Kali. Áo này chị Kali mặc là hơi bị cưng ha, hơi bị cưng luôn. Đây xinh không? Xinh lắm luôn á mà 100.000. Vải co giãn ha, hai quần 70kg của chế Hương Chu. À, quần đen 75kg hả chị Thu Hà? Quần đen chị Thu Hà 75kg hả? Từ em đang coi size nha, size này size 12. Hai cái của Hương Chu hả? Hai cái của chị Hương, hai cái của chị Hương Chu nè. Hồ Thảo 100.000. Má này nó mí hiện đó, em phải tắt đi để lên mí. Má này mà theo con livestream là không ổn mà. Không lên nữa. Vì Hương Chu không có dấu nè, 108 nè. Hương Chu không có dấu 108 đi khỏi phần kiếm. Hương Chu không có dấu 108, không có dấu. Hương Chu không có dấu 108. Tiếp tục nè, Hương Chu không có dấu 108 đây nè, hai cái quần 70kg của Hương Chu. À, quần này của chị Thu Hà. Chị Thu Hà ơi, bên em không có gọi điện chốt hàng. Chế inbox cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. Chế inbox cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. Chiều cao cân nặng rồi inbox hết cho em đi chế. Ha, inbox hết cho em đi. Size 14 là 75kg. Size 12 nè. Rồi, đang kiếm size nha mấy chị nha. Mấy chị đợi em tí xíu, đang kiếm size. Cái quần này ngày hôm nay về nữa là không có còn á. Đừng đọc gì hết, để bên đây hai máy nó đang coi. Quần rin này là dài do 7 tấc. Đang kéo từ trên xuống dưới nha, đợi em soạn cái rin cái ạ. Đợi em soạn cái rin từ trên xuống dưới cho chị Thu Hà. Thu Hà 75kg cao nhiêu ta? Chị Thu Hà ơi, chị cao nhiêu báo giùm em được không?
Mấy chị ơi, cho nhiêu báo giúp giùm em lên nè. Báo giúp giùm em lên để em biết em chốt đồ nha. Hôm nay size 12 không? Hello, hello mấy chị. Hello, em vẫn đang bán big size nha mấy chị nha. Em chưa có chuyển sang bán heo quay đâu, 14 nè. Rồi, size 14 của chị Thu Hà, 632.8, bãi co giãn nha chị Thu Hà nha. Thu Hà 632.8. Để tao ghi dấu không? Thu Hà 632.8. Thu Hà ơi, xong bỏ đây nè. Inbox cho em xin địa chỉ số điện thoại nha Thu Hà ơi. Áo cộp 70kg của Tú Anh Đòn. Tú Anh Đòn. Tú Anh Đòn 100.000 của Tú Anh Đòn nè. Lấy quần áo cộp của Kylie Nguyễn có rồi nè. Có quần rin lưng thun không? Có quần rin lưng thun chị ơi. Thu Hà chị 1m5. À, có rồi. Bên em là không cho kiểm tra hàng khi nhận nha. Quần rin đen L88 của Trần Thanh Nguyên có dấu nè. Trần Thanh Nguyên có dấu. Size 18. Trời ơi sao bạn cứ đưa mấy cái quần còn đóng này vậy ta. Size 14 của Trần Thanh Nguyên có dấu nè. Trần Thanh Nguyên có dấu 180.000. Trần Thanh Nguyên có dấu. Lấy em con rin đen 85kg của Thơ Miu Miu. Chị mặc size 16 lần. Thơ Miu Miu mặc size 16 nè. Ô, size 16 hơi bị lớn nha. Size 16 Thơ Miu Miu nè. 85-90kg của Thơ Miu Miu. Thơ Miu Miu 180. Ai shop comment. Không có size nhỏ Kali ơi. Không có size nhỏ Thơ Miu Miu nè. 108 của Thơ Miu Miu. Quần này mấy chị dễ mặc đồ lắm. Mấy cái quần rin đằng sau size nhỏ hay chị size lớn không à. Quần đen còn không, còn đang lên nè. Một áo cộp mua cho Tú Anh Đòn. Một áo cộp size L mua cho nữa. Tú Anh Đòn không có dấu nè. Tú Anh Đòn không có dấu. Ai chốt rin mà bị sót mấy chị. Quần rin đen L105 của Chế Anh Lê nè. Chế Anh Lê size 16. Đem kiếm nguồn sai cho Chế Anh Lê nha. Ai sót thì la làng lên lại chứ đừng có giận hờn nha. Mười mấy ngày nay là cô Như hàng hóa đồ gì, comment đồ gì không có hiện lên gì hết trơn hết trọi á. Cho nên là đừng có giận hờn mà la làng lên lại cho em. Chứ em bán em cũng cần khách lắm mấy chị. Em bán em cần khách chết mẹ luôn. Cho nên mấy chị đừng giận hờn giùm em phát hay tậu em. Tậu em mấy chị. Nhớ nha. Nhớ comment lên để em lấy hàng chứ đừng giận hờn. Này của anh Lê không có dấu 108 nè. Anh Lê không có dấu 108. Ai sót riêng nữa. Này nãy chị lấy L88. Đâu quần này làm gì có L88. Lấy cho Trần Thanh Nguyên size 14 đó. Eo em 100-105. Lấy cái jean đen lấy cho Thơ Miu Miu rồi nè. Cái này không có chín tóc. Em lấy con jean đen 85kg của Nguyễn Nhi. Nguyễn Nhi vô chọt con tay cho chị liền đi. Nguyễn Nhi vô chọt con tay liền đi. Rồi cho lại địa chỉ số điện thoại đi Nhi ơi. Ha. Nguyễn Nhi nè. Quần này của chị Anh Lê 108. Nguyễn Nhi quần này 108 nè. Trời ơi quần này gấp mấy lần hàng xưởng nha. Nguyễn Nhi vô inbox cho cha xin địa chỉ số điện thoại liền nha Nguyễn Nhi nha. Inbox. Hello hello mấy chị. Em có bán đồ big size. Hello Hồng Tơ. Hello chị. 108 của Nguyễn Nhi nè. Không có sọt. Có sọt nhưng mà eo không có lớn cái ơi. Lấy em cái dầu đặn, lấy cho em cái size 70kg, 1m52, ok, dầu đặn nè. Dầu đặn. Dầu đặn 108 có dấu. Rồi đây dầu đặn nè. Dầu đặn, mấy chị mà em kêu vô inbox cho em xin địa chỉ số điện thoại là làm ơn inbox liền nha. Tại vì bữa nay có một mình em like thôi, mấy chị không inbox là nó bị lạc bạn á. Size 14 của Chế Trần Tiền nè. Và nhớ Trần Tuyền của Chế Trần Tuyền nè. Trời ơi quần này đẹp lắm. Quần này mấy chị chốt phải 2-3 cái. Em nói thiệt. Quần này mấy chị chốt phải 2-3 cái. Yên tâm nha. Trời ơi tôi đổi là mất tiền ship tôi mà. Mắc gì tôi phải dạy vậy. Quần này không có L88 đâu gái. Quần này của Trần Tuyền nè. Chế Trần Tuyền nè. Mấy chế nào mà nãy giờ chốt đồ làm ơn chọn ngón tay cho em nha. Chứ bữa nay có một mình em à. Thì Trần Tuyền size 14 nè.
Hiền ơi, quần riêng 65kg, quần này 65kg. Quần này 65kg em sợ mặc tuột giái. 85kg là eo bao nhiêu rồi chế? Bây giờ chị Phúc đừng có hỏi eo bao nhiêu, mà chị Phúc chốt quần hoặc là chốt lên số eo cho em để em tự lựa. Ok chưa, chị Yên nói ít thôi. Coi trôi tin nhắn của em kìa chị. Chị Yên ơi nói ít thôi, coi trôi tin nhắn đồ quỷ sứ. Tin nhắn mày lấy gì đâu? Có riêng chính tóc không? Không có riêng chính tóc, đồ quỷ sứ à. Thảo Hiền Trương à, 80kg vừa không? 80kg vừa chị, quần rin đen, eo 92. Dạ để em kiểm tra nha chế nha. Kiểm tra lại lần nữa, má tôi bán like mà nó không cho tôi nói kìa quý vị. Quý vị coi thử nó được không. Eo 92 của chị Long Lê nè. Long Lê eo 92. Cứu cho em bàn thua trông thấy nè. Cứu út nè. Anh Lê không có gió, hổ lộn. Lon Lê không có dấu, ghi cách ra chữ Lon là dính liền chữ Lê, mấy ổng không biết ở đây. Có đó, ghi lại chữ Lon Lê cách ra à, có đùi em 84 không? Có quần đùi. Có quần đùi cho em 80kg giờ em có sót quần của ai không vậy? Ý Linh Lâm Thu Hà inbox để chị số điện thoại cho chị Hà ơi. Đây nè chị, mấy chị mà khách mới như chị Thu Hà đồ không nhắn tin em thì chị số điện thoại rồi chút nữa sao em làm bill mấy chị. Em nói thiệt mấy chị, giờ mà coi like em đang nói nhà có mình nè, chừng nào có nhân viên thì tính sau, còn giờ nhà có mình mà mấy chị không cho em địa chỉ số điện thoại, một nùi người luôn á. Dầu Đặn nè, Dương Thanh có sọt. Dương Thanh ơi, Thanh cao nhiêu ạ? Coi áo con cọp đợi em tí xíu. Size 38 là gì? Gì chị Thụ Nguyễn lấy cái gì size 38? Đồ, có đôi giày đi làm cò đó không mà đồ quỷ sứ à. Có quần, chưa có quần linh linh lửng nè. Em nhắn tin cho chị Hà nè hai. Cho em xin địa chỉ số điện thoại. Có quần đùi linh nè. Để lấy cho coi nè. Trời ơi, mấy má thì mấy má không có thương con gì hết trơn. Làm sao con lên hàng cho mau đi được trời. Đợi em chút chị, gắn lửa nuốt luôn giờ hả chị. Nè áo 100.000, nhà có một mình tôi rồi. Nè áo 100.000 nè quý vị ơi. Áo cộp nè, cổ tim nè, đẹp không? Áo này tao nói mặc bán đi ôm, đã lắm. Quần rin của Lucy eo nhiêu vậy? Quần rin của Lucy eo 98 mấy hả? 84. Eo 84 hả Lucy? Quần này nè, nó đẹp dữ dằn lắm. Nè, này chắc là size bà Lucy luôn nè. Size 30. Áo cộp. Quần riêng eo 105, đợi chút xíu. Quần riêng dài này á hả? Nè. Ô, quần riêng này Lucy hơi rộng tí rồi. Quần này eo 90 lận. Eo 30. Eo 90 là độ co giãn á. Nó vừa bỏ nó đi. Với áo cộp của Lucy nè. Áo cộp của Lucy 100.000. Với lại quần 220. Tăng Quý Linh. Mày ghi trên đây rồi mày dán xuống rồi sao thấy út? Mày ghi trển rồi mày dán cọc xuống rồi mấy ổng sao coi bill được. Dạ thấy em cho coi mấy quần riêng. Mấy quần riêng đằng sau lần nãy em đưa chị coi eo 101, 102, eo 120 coi mà thầy Thảo. Để em khiêng cái bao riêng kia xuống cho riêng nhà em hôm nay chất ngất lắm. Lê Trúc thấy gì vậy Lê Trúc ơi? Em nhắn tin. Đúng rồi, bán cho khách mới tại thời điểm giờ không có bé bi bé lùn mệt quá à. Bán nãy giờ nùi mà không có địa chỉ số điện thoại ai chán quá à. Nguyễn Nhi Thương Ngọc Tân Công Khâm Đặng, Khâm Đặng cũng khách cũ Nam Định cho em bị trường. Em có đường của tiểu đường nha à, chế nào ăn đường tiểu đường thì báo em. Chị sao 14-80kg vừa chị Tuyền? Vừa nha chị Tuyền, yên tâm nha. Em lên tiếp riêng nha mấy chị nè. Lên tiếp riêng nè. Đây mấy chị ơi, vậy chứ quần này hồi cái em nhập chung với quần 200 em bán 200 á, chứ em bán giá này đâu. Rồi rồi lên tiếp riêng nha mấy chị nè. Lên tiếp riêng nha mấy chị ha. Đây riêng này là eo 92-94 nè. Nè mấy chị ơi, ai eo 92-94 chốt con này đẹp không? Ai eo 92-94 chốt con này. Eo 92 đến 94 tao bán mấy chị 150.000 luôn. Eo 92 đến 94 bán 150.000. Hello, hello, hello mấy anh mấy chị. Eo 92 tới 94 nè. Quần này size nhỏ nha.
L92 tới 94 nguồn rin co giãn xanh, nguồn rin xúc hàng, để nói là nguồn hàng xúc nhà em là hàng xúc nó tuồn ra ngoài, nó không có đúng sai đâu mấy chị. Một là đo dòng mấy em, hai là đưa chiều cao cân nặng lên. Yên thấy, em thấy chị Thảo Trần nha, áo cộp size thơm miêu miêu, chị Yên nãy mặc dừa là thơm miêu miêu dừa, đường tiểu đường là 190.000 một bịch. Một bịch nửa ký chị ăn cũng lâu lắm. Chị lấy cái đó chị bỏ trong cái hũ này nè. Chị kho cá kho thịt cho cả nhà ăn, cái mắc gì mình ăn đường kia mấy chị ha. Rin 150 của Đào Ngọc Bích nè, rin 150 của Đào Ngọc Bích nè. Anh qua đây đi, anh để chốt cái tin nhắn đi, đẩy lùi Út ra sau. Ừ, chịu khó ngồi với em đi, quần rin hôm nay nhiều lắm. Đào Ngọc Bích như tiền à? 150 nè. Trời ơi nè, ai mà vừa cái con quần này làm ơn lấy nha mấy chị, coi eo nè, đã không? Eo đã lắm. Hello, hello, hello mấy chị. Em vẫn đang bán pizza, em có đường tiểu đường, em có đồ nhục, em có đủ đủ thứ hết. Quần này eo 112 nè. Quần này eo 112 đẹp không? 150.000 nè chị Phương Thảo. Trời má ơi, cái quần này không chốt, chốt cái rin gì nữa mấy chị. Quần này mấy chị mặc lên là bao chốc cho mấy chị luôn. Ha, củ dương. Yên ơi, em đây chị, em đây. Đồ tôi gửi chưa? Nếu chưa thì thấy lấy thêm đôi giày cho con gái nữa. Hồi gửi hình đồng inbox. Chưa gửi, tối nay mới gửi chị. Rồi mà cảm ơn chị Thu Hà. Trời ơi, cảm ơn đa tạ chị Thu Hà luôn á thiệt. Nhà em bán không có nhân viên cho nên hàng hóa mấy chị nhận có vấn đề gì cứ nói em á. Ủa quần này chưa ai chốt mà ghi gì vậy? Nè anh, đưa cho ổng luôn. Quần này chưa chốt luôn á, eo 88. Không, quần này eo 110, 112. Bà nội cha nó em mặc cái quần này không vừa, cho em mặc quần vừa nó chết mẹ nó với em rồi đó. Quần đen eo 94 của chị Củ Dương có luôn chị. Củ Dương là Củ Long, Dương là Dưỡng Long Cưu. Eo 10, eo 94 là ngang. Nè Củ Dương 108 nè. Củ Dương 108, ai thiếu quần đen báo em nha. Ai thiếu quần đen làm ơn báo em. Các rim còn không lấy hộp hết rồi chị. Mai rim nữa mà đi tỉnh em nhức đầu quá. Chị nhắn tin cho em đi chị Thảo. Có quần rim không rách không chế. Có Hồng Hạnh, Hồng Hạnh. Có Hồng Hạnh chị ơi, chị đợi em nha, em lên từng con em nóng nảy quá. Đợi em. Có cái nào chị mặc được không? Không. Đối với shop em là chị phải quấn khăn nha chị Huyền. Shop của em là size 60 đến 100kg nha. Nè quần đen không rách mà vải co giãn nè, 180.000 này mấy chị đẹp không? Hồi xưa em có lô rin size nhỏ mà em trẻ rồi. Trời ơi, em nói mấy chị quần này mặc lên sung sướng cuộc đời lắm. Nói thiệt không? Quần này mặc lên bao sung sướng luôn, 108. Linh hình nãy lên eo nhiêu ạ? Quần đen có size chị Hằng Nguyễn nha. Có size chị Hằng Nguyễn size 16 nè. Hằng Nguyễn bằng size em. Ai lấy tập về tập vú thì báo em nha. Ai lấy tập về với tập vú thì báo em. Đáng biết rồi qua bán có tập về luôn rồi mấy má. Nói đọc trả lời xong đó bà ngoại. Có tập về mặc đi. Size 16 của Hằng Nguyễn nè. Hằng Nguyễn size 16 nè. Trời ơi, quần 108 này em nói thiệt với mấy chị nha. Mặc vô nó, tập về, đòi tập về đẹp lắm. Linh đợi từ từ để tôi đưa cho coi. Quần đen nè của chị Khang Phúc nè. Quần đen của Hằng Nguyễn nè. Trời ơi, đẹp lắm. Em nói thiệt, em nói quần đẹp lắm luôn á. Nè, Khang Phúc một quần nè. Khang Phúc một quần 16, tại quần 16 ít lắm. Khang Phúc một quần nè. Rồi đây nè, đây của Hằng Nguyễn nè. Hằng Nguyễn 108 Bình Định nè. Trời ơi, quần này 108 mà mặc sướng lắm. Quần xanh có không rách? Có, 100 đúng rồi, 104 chị. Nè tạp về nè quý vị, tạp về 90.000 cái mã màu rin. Em nói mấy chị có tiền không có đi đường quyền được đâu quý vị ơi. Nè, thấy đẹp không? Tạp về, mà rin còn rin co giãn nữa mới ác chứ. Thiệt, rin mà còn co giãn nữa ác chứ mấy chị đó. Tạp về 90.000 cái tạp về mấy chị. Em bán quần què và tiếp em cũng bán hết trơn á. Ừ đẹp ha, chốt nhà mấy đứa mấy cái đi. Nè Tăng Quý Linh nè 90.000. Tăng Quý Linh 90.000, xin ơi là xin. Tăng Quý Linh tạp về 90.000. Mấy chị đi ra siêu thị nó cũng có tạp về, giá nó cũng nhiêu đây à. Nhưng mà nó không có mã rin nha.
Thành, Phương Thảo, Bình Phước 90.000 một cái tạp dề. Ai chốt tạp dề hôm nay nhận được hàng rồi, đẹp quá Yên ơi. Hết bệnh cho chị, hết Covid chưa? Hết Covid chưa? Chị ơi, chị hết Covid chưa? Đã ai chốt tạp dề chốt chứ không em ế chết mẹ em nha mấy chị nha. Thiệt, ế thiệt á, chứ không phải ế giỡn đâu. Mà em, trời, nó làm quá trời đẹp luôn á mấy chị. Nó làm không có bất kỳ luôn á. Đem xuống dưới treo hai cái. Rồi tiếp tục lên nha, đầm yếm này 60 đến 87, 88, 90 kg nè, đầm yếm 140. Chế nào chốt đầm yếm 140 chốt giùm em nha, may hai lớp nha. Em nói mấy chị vải co giãn rất là đã, 60 đến 90 kg vừa. Chị nào chốt đầm yếm chốt giùm em. Rồi lên tiếp quần nè. Giờ bán xả con quần 200, bán xả 100 ngàn được không quý vị, nhưng mà size 60 kg thôi. Nó là form quần tây mà cũng như form legging đó. Quần này size nhỏ nè. Quần này size 60 kg nè. Có con 200 bán sale cho 100 ngàn. Chốt tạp về, trời ơi thôi kia. Nãy giờ em vô không thấy cái đếm của Thúy La nè, 40.000 nè. Từ từ Thúy La nha, nhắn tin này em chọt tin nhắn trong Thúy La rồi. Đợi tí xíu chị, còn chị Thúy La còn đặt cái bộ em đang mặc nữa. Nhắn tin đi, nhắn tin qua cho Thúy. Hiểu không? Mới 5 ngày rồi hả chị? Đợi chút xíu đi giải quyết, chứ giờ em la. Không có thì xả thôi. Quần sale của chị Mai Nguyễn nè, 100 ngàn của Mai Nguyễn nè. 100 ngàn quần, 100 ngàn quần sale của Mai Nguyễn nè. Để em kiếm được cái gì hàng độc độc trong em lôi em like luôn. Giờ có nhân viên 7 về nè. Giờ em có nhân viên 7 tỷ về nè. Em chơi với mấy chị tới Bến Ninh Kiều luôn nha. Tháo tập về ra. Của chị Huyền có tập về chưa? Phố đêm đèn mơ vắng vắng. Tôi lên cái bao này là mấy chị xỉu. Mấy chị xỉu xin tập. À từ từ đi. Lên quần riêng nè mấy chị, chờ nãy giờ mấy chị chửi nữa. Để lên riêng nè nha. Đây quần riêng ống bát nè. Đẹp chưa? Trời trù má nó đẹp, 150.000 nè. Trù má nó đẹp. Để im em mình dép chi dữ vậy. Eo này 100, 110, 111, 112 nè. Eo này 110 với 112. Riêng ống bát nè đẹp không? 150.000. 150.000 riêng ống bát eo 110 đến 112. Eo 110 đến 112. Yên lát đừng mặc gì, mặc cái tập về chờ vỡ ấp lên nó ngầu. Chị có cái trò nào chơi đó ít mức dại hơn không chị? Thiệt. Chị có cái trò nào chơi cho em ít mức dại hơn? Cái mặt bình thường nó đã mức dại rồi còn chơi chỉ mấy cái trò chơi mức dại nữa. Thiệt á, chị giống quỷ quá. Trời ơi là trời, có cái bà chị đáng đồng tiền dễ sợ thiệt chứ. Hello hello mấy chị nha. Nè, ai thích quần size nhỏ có quần size nhỏ. Quần size nhỏ không có rách ở dưới đây có cắt tà. Ok chưa? Quần này cũng 150.000. Quần này là eo này là ngang ngửa eo đứng á mấy chị. Eo đứng nhưng mà của quần em về đừng có ưng đéo nha, 95, eo 95. Eo 95 là ngang ngửa dưới 72 kg á. Eo 95 là ngang ngửa dưới 72 kg nha quý vị nha. Ngang ngửa dưới 72 kg. Đó. Bon chen được rồi. Trời đúng thiệt, bon chen được cái thiệt đó chứ. Trời ơi, lấy một cái đầm jean, lấy một cái đầm yếm 101.000, một cái quần đen 100.000, quần đen 100.000. 60 kg khách lấy rồi. Lấy cho chị cái đầm yếm nha chị Cao Kim Phượng. Lấy chị cái đầm yếm 101 nè của chị Cao Kim Phượng 101.000. Dạ. Hello hello mấy chị, hello hello mấy chị. Trời quận 8 chốt bill. Cậu có tẻ chốt bill. Lưng sau nữa. Đấy. Nãy phải lon lê này không? Nào nào. Anh kiểm tra chứ giờ em đâu có biết nãy chị lon lê chọt vô hỏi phải nãy chị đặt cái quần rin không? Lấy em cái quần rin đó sau lưng. À chị muốn rách lưng phải không? Đây, rách lưng nè. Quần này 220. Nhưng mà em nói chị mà đẹp lắm nè. Đó quần này sai chị nè. Nhưng mà nói nghe nè, ở sau lưng nó rất dày nè, thấy không? Ở sau lưng nó rất dày nè. Đó, thấy chưa? Nè, quần này mà quần này 220 chị Phương Thảo có lấy không thì báo giùm em một từ chốt nha. Nếu lấy thì báo giùm em từ chốt. Ủa chị, quần này quần xúc mà chị. Chị Linh. Nay em không có bán rin xưởng nữa, mấy chị thấy có bán rin xưởng nữa không? Tối nay em xả cho một cái lô rin xưởng nữa, em không bán rin xưởng nữa, tối nay em dồn hết đồ ở nhà em. Em xả hết hàng lung tung với lại hàng rin xưởng em xả hết. Em lấy tiền em đi hàng xúc. Em lấy tiền em đi quần xúc không à. Tại vì quần xúc nó đẹp thấy mẹ luôn mấy chị. Phương Thảo nè. Phương Thảo Bình Phước nè. Chị Phương Thảo Bình Phước. Chị
nhân 6-7 kg có không? 6-7 kg cái mẫu nào? 220. Quần này xúc mà chị Linh ơi, quần này quần xúc nè. Nè quần này cũng quần xúc nè. Quần xúc hết đó chị nè. Mấy chị thấy nó quá đẹp không? Eo này eo 92. Eo này ngang ngửa eo đứng đó mấy chị. Nghe chị chửi mà nó sướng rồi ta. Nãy giờ chưa chửi gì luôn mấy chị Hiền. Em bán nãy giờ em chưa chửi một tiếng nào luôn nha. Giờ ví dụ như chị nào mà bơm hàng mà lỡ dại mà tao nói dậm bước chân vô cái like của em, hứa không chửi. Đây em đầm tính lắm chị nha. Em có một con lông chuột bạc nè. Đây em đầm tính lắm mấy chị, đừng có suy nghĩ em vậy, tội nghiệp em. Em có một con lông chuột bạc nè. À, có ai chốt lông chuột bạc chốt dùm quần 220 đẹp quá. Nó không có size nhỏ. Quần này eo 88 nè quý vị. Kali, Kali ơi lấy quần này nè Kali ơi. Kali phọt nhĩ da ơi. Quần này eo 88 là tương đương khoảng cỡ 60-65-67 kg à, dưới 70 kg tùy theo eo mọi người. Tùy theo eo đứng của mỗi người nha. Con này là ring xám bạc nè. Con này nhiêu? Con này bán 150.000 luôn. 150 của Kali Nguyễn nè. Lấy. Quận 9 chốt đơn. Quận 10 chốt đơn. Cà Mau chốt đơn. Eo 92 trinh đậm không rách. Eo 92 tương đương dưới 72 kg nè. Đó. Chốt quá trời chốt luôn. Có người nào chốt hàng luôn. Rồi ai thích lông chuột không rách đây. Lông chuột không rách 150 eo lớn nè. Tay lớn nha. Chị Phương Thảo có thích nguồn riêng sọt. Eo 100 nè quý vị. Chốt giùm em con lông chuột không rách eo 100 tương đương 75-80 kg nè. 150.000. Chốt giùm em lông chuột không rách. Anh đã bẻ cái máy quạt xuống ha. Lông chuột không rách. Riêng đùi đi chế. Riêng đùi nó nằm mẹ trên lầu rồi chị Anh ơi. Đợi chút xíu chiều chiều em sẽ vẽ em. Em trốn tập thể dục em lên em like riêng đùi. Em lên em like giày à. Chút xíu em trốn tập thể dục á. Nguyễn vợ bán mệt gì hành hạ bắt tập dục rồi mấy chị. Mệt thiệt chứ. Chồng em ép. Quần này không có co giãn nha. Mà em nói mấy chị mà quần nào mà không co giãn á, là nói thiệt cho mấy chị một câu là phôm lên đẹp dữ dằn lắm. Lông chuột nè của chị Phương Thảo nè. Phương Thảo Bình Phước 150.000. Nói thiệt. Nè chế nào mà eo 90 á nha, mà ân quần không co giãn, tôi nói làm ơn chốt đi. Mấy chị tin tôi đi. Cái quần này về mấy chị mặc lên nó đẹp kinh khủng. Tại vì quần mà hàng không co giãn mặc phôm lên đẹp dữ dằn lắm nha. Đẹp dữ dằn lắm. Eo 90. Eo 90 nha quý vị nha. Chị Đi Thảo ơi, giờ cũng không đẹp được chị Đi Thảo luôn. Chị Vi Thảo em không có nhắn tin được cho chị luôn. Chị Vi Thảo còn ở đây không? Chị Vi Thảo ơi, Vi Thảo ơi. Chị còn ở đây không? Làm ơn nhắn tin vô cho em giùm đi chị Vi Thảo. Vi Thảo ơi, làm ơn nhắn tin cho em đi Vi Thảo ơi. Vi Thảo có thương cuộc đời em không? Nhắn tin. Đợi ngày mai ngày mốt em về trang lô 9 tóc với lại 7 tóc luôn. Quần hàng xưởng. Nè quý vị coi giùm em nha. Quần rinh xanh đậm quá không rách đẹp không? 150.000. 150.000 quần rinh xanh đậm không rách. Và bây giờ em đo eo. Vừa hôm là mẫu gì? Chị ơi bộ chị đang mặc còn không? Còn nha chị Linh. Để em kéo quần xuống nhanh. Nó ra con người cái đó. Áo nè. Thoải mái lắm. Nhưng mà còn size lẻ size nha. Còn mấy bộ á. Hay Linh xù tối nay 8 giờ rưỡi vô live em đi. Em bán 90 bộ này. Và em xả một bộ dúng này nữa có 100 mấy à. Ok không? Linh xù tối vô live em 8:30 đi nha. Tối vô live 8:30 nha mấy chị nhớ nha. Tối vô live 8:30 em quốc cái hàng xả cho mấy chị. Thiệt tối nay em trâu hàng xả hàng xưởng còn ít em trâu luôn. Eo 96 nè. Đẹp không? Con này 75 kg nè. Nè mấy chị coi vải nè. Con này không rách 75 kg chốt giùm em eo 96. Eo 96 chị Linh ơi, chị hỏi cái gì vừa không là chị phải hỏi là cái mẫu đó vừa không ha. Chứ chị hỏi ngang ngang á cái em không có biết cái mẫu nào. Tại vì em cứ like tới. Mấy chị còn mẫu nào thì mấy chị báo em ha. Rồi em có một cái con ống bát nè. Đẹp không mấy chị? Ống bát vải đẹp, màu đẹp, nói chung là đỉnh của đỉnh. Ha, mỗi tội bị lỗi. Nè bị lỗi đưa cho coi nè chứ không bị chửi nữa. Dắt lên cửa sổ anh ơi. Dắt anh Thành cầu thang để trả hàng anh ơi. Cái bao quần này là bao quần, nói cho mấy chị nghe, bao quần này 220 nè. Nè. Anh để cầu thang cái quần này bị lỗi luôn rồi nè. Để cầu thang chứ đừng có dắt lên. Quần nó bị lỗi. Cái cầu thang dắt là đúng. Chứng tỏ em không có chị Diệu ơi, đợi em 1-2 ngày nha. Có quần ống le nhưng mà size lớn á chị Đặng Trinh ơi.
Chị đang trên nơi có quần ống lê size lớn, nhưng mà size, nhưng mà chị ngồi chị coi với em, cũng có cái 70kg, cũng có cái 80kg, cũng có cái 90kg và cũng có cái 100kg nha chị nha. Nè, hồi nãy ai chốt con quần 100.000 chị gì? Chị gì chốt con quần 100.000 size 60kg vô nè. Cao Kim Phượng. Cao Kim Phượng 100.000 nè. Cao Kim Phượng. Rồi lên tiếp nha, quần này size nhỏ nhiều nè ha. Bả chốt quá, con quỷ nào mà lai lớn. Tàu táo nhỉ. Eo 93 tới 97 mấy chị coi phơm quần này nè. Eo 93 tới 97 đẹp không? Trời ơi. Coi vải nè, đã chưa? Eo 93 tới 97 con này Thái Huyền vừa nè. 150.000, ổ lộn 200.000 là Thái Huyền, làm ơn mày chốt đi, mày đừng có ngồi mày coi tao, tao quýnh mày chạy không kịp đó Huyền. Con này là em vừa nè mấy chị, bữa nay em ốm rồi. Em còn có chút xíu rồi, ốm ló hai lỗ tai luôn. Nha, đây. Chốt giùm em eo 93 đến 97. Eo 93 đến 97 quần này. Không có quần chính thức, tối vô đi lên chị xả cho một bộ. Cái bộ này nè, chị có một cái bộ màu trái tim đỏ, bộ mà giống như con xì cơ kéo con bốn cơ, kéo con chín với kéo con tay á đó, mày biết nhiêu đốt chưa? Đó, tối vô đây. Tối 8 giờ rưỡi bấm theo dõi ý duyên nha. Quần này eo 93 tới 97 nè. Quần này là giá của quần này nè. Quần này giá của quần này là lên tiếp nè. Mẹ chốt á lỗi nhẹ vậy. Quỷ này là chuyên gia phanh phui nè. Quỷ này làm giống như làm trong showbiz vậy. Ủa nói như nè, còn có like không vợ của chị? Còn có like không? Nè, bán cho con quần size nhỏ nè, 60-65kg nè. Rách một đường ngang ngay đầu gối đẹp không? Đù, con quần này Cali ơi. Cali nè, linh hình nè. Ha, mẫu đẹp không? 200. Trời ơi, con quần này nói thiệt với mấy chị là xuất sắc luôn ha. Con quần này xuất sắc luôn. Con này eo 88, con này eo 86 đến 90 vừa. Eo 86 đến 90 vừa, con quần này đẹp không? Hai xị. Hai xị nha. Con quần này hai xị á. Hai xị. Ai chốt quần hai xị, chốt được quần này đẹp quá Kali ơi. Màu đẹp, phơm đẹp, nói chung là mọi thứ đều đẹp, ý yên cũng đẹp. Hai xị của Kali. Lộn rồi, quần trăm kia đùi lưng màu vậy. Xã của cao Kim Phượng Thúy Lan, chị ơi có quần resort không? Thì là vô chọn chụp chị Thúy Lan này, hồi nãy phải mua hàng bên mua cái bộ đồ em đang mặc không ta? Có một Thúy Lan, không có phải một Thúy Lan đâu. Anh vô tin nhắn anh thấy có một Thúy Lan thôi, nhưng mà anh sợ anh không vô không được. Thúy Lan kia có dấu anh ơi, chữ Thúy có dấu. Đúng. Chữ La bạn không có La. Đúng. Còn cái này là Thúy Lan không có dấu nè. Cao Kim Phượng cái quần đen 100.000 á. Đen đúng không? Đúng rồi. 100.000 xài luôn. Quần này của ai nè? Quần này của chị Kali Nguyễn rồi ai nữa? À lấy ra ngoài luôn đi. Quần này của chế Mai Ngọc nè. Quần này của chế Mai Ngọc, quần này đẹp lắm chế Mai Ngọc ơi, 200 của chế Mai Ngọc nè. Rồi ai lấy quần nữa? Thúy này là Thúy có La không La. Thúy kia mới là Thúy La. Dạ em mới chị. À chồng em ổng lộn. Tại hôm nay có hai chị Thúy La mới ấy. Mà Thúy này không có La, Thúy kia mới La. Thúy kia đòi đi làm đĩ với em. Dạ Thúy kia đòi đi làm đĩ với Thúy này mới vô đầm tính lắm. Quần này không rách nè, chị Thúy Ho lấy thêm không? Quần này không rách mà viền chữ vàng nè. Ok chưa? Quần này viền chữ vàng, quần này không rách nè ha. Đây, đây mấy chị ơi. Đó, la eo nhỏ chứ eo không có lớn. Quần này cho mấy chị lịch sự đi, công chức công sở nè. Ha, áo khoác rin của mình không vừa rồi người yêu. Chị cái vụ không vừa chị á, chị chụp cái áo khoác rin qua, chị trải cái áo khoác rin qua cho em. Chị chụp áo khoác rin qua rồi chị báo giá cho em, hàng nào chính quy em đổi trả, hàng nào hàng sale thì không đổi trả nha. Con này eo cũng 88 nè. Eo 86 đến 88 quần này nè. Không rách viền chỉ vàng. Đẹp quá mấy chị ha. Form đẹp quá trời luôn. Form đẹp hơn hàng xuất gấp mấy lần ha. Rồi chốt cho em nha. Cái vi thảo này là chắc xã bán thì chưa vô với nhắn được. Rồi đưa đây. Hồi nãy ai chốt cái con áo khoác vest 80.000 chốt lại giùm em đi. Vi thảo không nhắn tin cho nên em xả. Eo 88. Chị nào chốt eo 88 không rách chốt giùm em. Eo 88 không rách nha. Ai chốt eo 88 không rách chốt giùm em. Cái con yếm này của Thơ Miu Miu đẹp quá trời luôn. Áo
phát riêng của mình không vừa thì mình nhắn tin cho mình đi. Mình tươi đòn nhắn tin cho mình ý yên đi ha. Mình giải quyết cho. Nè làm ơn chốt cái con này nè mấy chị sai nhỏ. Tôi nói thiệt mấy chị á, nè rất tê tua nè, đẹp không? Nè cái rất đẹp nhất là cái ống nè, đẹp hay mấy chị ha. Quần này sai nhiều. Cái quần này sai nhiều nó mới giá trị nè. Khóc vết lên chờ không vừa. Khóc vết một cái size bự chị gửi bên em này nè. Nè eo 88 nè, tờ cái gì quỷ gì quên rồi, Linh Linh cái gì? Linh Trương gì quên rồi. Vì thảo này mới vô tin nhắn được rồi, để rồi từ từ. Bả rộn ràng hết là bảy đĩ đi, bả rộn ràng ghê trời. Vô tin nhắn được mới xin chứ, không vô tin nhắn. Chắc em ly dị nó quá. Ngày nào bán hàng cũng phải đòi ly dị ổng hết trơn á. Đồ quỷ đồ yêu à. Sọt cái bảy tóc có sai không? Sọt có sai kim cương. Nè, bà nội cha nó quần này chị nào 60, 65, 67kg làm ơn lấy nha. Ai đòi đắt nhiều đắt tê tua. Bà Thảo Hiền Trương đúng rồi. Bà Thảo Hiền Trương đâu rồi? Hai xì. Đất mẹ, ruộng cây Noel nè. Hello, hello mấy chị. Mẹ ăn cơm chưa, bốc xuống cơm. Em đang lên rin nè chị Thúy, chị Ngô. Đang lên rin nè cha. Rin này là rin rách đầu gối hả? À rin này rin không rách. Rin này cũng size 60, 65, 67kg à. 220. Em đang lên cái bao rin này nè. Rin này là rin rách đùi nè. Rin này còn cỡ dưới 70kg rin rách đùi. À rin này cũng 220 rách đùi. Chốt giùm em rách đùi nha. Chốt giùm em rách đùi còn sọt là kim cương. Phố đêm đèn mơ văng văng này sọt 220. Sọt này 220 vải co giãn nha. Đây, sọt 220 là coi sau mông nó làm cũng đẹp nè, đẹp không? 220.000 sọt này. Chị nào chốt sọt này chốt giùm em 220.000. Size nào thì báo em lấy, nhưng mà size lớn của nó khoảng cỡ dưới 80kg à. Không có size lớn nữa nha. Rồi em lên cho mấy chị một con quần eo 90. Nè quần eo 90 nè mấy chị. Rồi em là em mê cái phong quần này dữ dằn lắm nha mấy chị. Em mê cái phom quần này nè. Em nói thiệt, em mê cái phom quần này, lúc đầu mặc vô nó rất là bó. Lúc đầu mấy chị mặc vô nó khít rinh cái quần á. Nhưng mà khoảng cỡ 15 phút nửa tiếng sau là cái quần mấy chị mặc không bao giờ tuột. Và đi nguyên ngày ra rất là thích. Tại vì nó giãn vừa cái độ đó thôi. Chị La à, anh Bảy hồi tí ổng giận ổng đi cho làm mình. Ê con quỷ sứ kia, quỷ sứ kia mày bơm núi cho giặt ha. Có quần ổng xuông không? Tùy khi mà dơ lên là chị, chứ giờ mà kêu lựa quần ống suông là lựa không có ha. Con quần này là khoảng cỡ 70kg, quần rách, quần rin rách khoảng cỡ 70kg nha mấy chị nha. Đầu hết rồi trời, khách đầu hết rồi trời. Quần này là quần rin rách đầu gối, nãy giờ mấy chị thấy rồi nè. Hai chem quần này eo 86 nè, có chế nào size nhỏ eo 86. Quần này là quần phom su này eo 86. Phom suông rách đầu gối eo 86, 2 xị. 2 xị nha, 2 xị. Nè em có con quần rách tê tua mấy chị thích mà size nhỏ nè. Quần này eo 150. Ở quần này 150 nè. Quần này mà tôi lên tôi chốt mà vừa size tôi cái là tôi giấu luôn nha. Thì tôi giấu luôn nữa tôi mặc cho mấy chị thấy. Quần này eo 90 nè. Thảo Hiền Trương đâu rồi? Quỷ Thảo Hiền Trương đâu rồi? Anh ơi chốt cái quần này cho anh Thảo Hiền Trương 150 ngàn đi. Thảo Hiền Trương 150.000 quần này. Rất tê tua. Quần rin Trung lấy cho em cái sọt size nhỏ. Nhớ nghiên cứu hai cái áo kia luôn nha. Để xong chị nghiên cứu cho Kim Cương. Vậy đợi Yên ơi tao nguyên với tao cứu cho. Nè size nhỏ size 29 của Kim Cương nè. 220 của Kim Cương. Chút nữa chị nghiên cứu hai cái áo tao bán. Tao bán giá nhẹ cho mày. Tao bán cho mày hai con 100.000. Lúc ta lấy hai cái áo đó ta bán cho mày hai con 100.000. Ta moi lên cho. Bán nhẹ luôn cho nó ra đi cho thanh thản luôn. Mà đợi im với tao. Đợi im nó Kim Cương ơi. Thay vì bán mày cái giá lời ta bán cho mày hai con giá vốn 100.000. Hầu im nó đi. Đừng có nhúc nhích cục cửa gì hết á. Em mới chị ơi bà chị Thúy La vô cái hỏi bán cái thì bà chịu bà chi chụp chịu bà đi đâu mất luôn rồi. Quần này eo 96 nè. Trời ơi coi quần eo 96 2 xị. 2 xị eo 96 nha. Sống vừa sắp xong đâu quần rồi. Rồi quần này eo nhiêu? Eo 94. Eo 94 2 xị. Nè làm
ơn ai ai 73-74 kế chốt cái quần này giùm tôi một cái đi. Hai xị eo 94 nè, quần form lớn nè, eo 120 của Bích Thủy nè. Bích Thủy ơi, eo 120 mà jean đẹp lắm. Con này mấy chị biết sao mặc sao cho đẹp không? Mấy chị về mấy chị khi mặc quần jean mấy chị săn lên nè, nó thành cái quần lửng lọc loi vậy nè. Nói thiệt, eo 120 là chị nào 95-100kg chốt nè, đẹp không? Quần này là size của Bích Thủy nè. Quần này size Bích Thủy nhưng mà 200 nha. Nào 200, nói 200. Hello, hello mấy chị, hello Tôn Kim. Eo 90-94 nè. Eo 90-94. Ai, ai đang ngồi coi like chấm chấm mút mút lên giùm em cái. Eo 90-94 nè, đẹp không? 200, đẹp cả. Tiếp tục nè, eo này nhiêu không ghi, eo này nhỏ xíu 60-65kg thôi, 200 nè. Có như vậy này à, đúng rồi, quần lót. Nói nghe nè, quần lót quay giờ ai chốt vậy? Quay giờ ai chốt quần lót vậy? Ai chốt quần lót 5 cái 180 nói đi. Bao hàng mới về kìa. Quần này quần ống suông nhưng mà quần này quần à, quần ống nhỏ nhưng mà ống suông. Quần này rất hơi nhiều. Quần này mà có size lớn kìa. Ủa ghê. Đó quần này cái à. Quần lót nha. Lên mấy chị quần lót nữa thì nghỉ nè. Hello hello. Hello chị Võ Bình. Quần này eo 92. Eo 92. Eo 92. Quần này size lớn nè. Eo 100-104. Ê. Ê. Ê đâu rồi? Ai eo 100-104 đâu rồi? Chốt quần 200 nha. Mấy quần này mà tôi mặc lên một phát là tôi nói thiệt với mấy chị á, đừng có nói không yêu, đừng nói lời cay đắng phát nào á. Nói thiệt luôn. Em mắt người sáng quắc, nghe đâu đây tiếng giọng hòa bình. Mấy chị biết sao tại sao mà tôi lấy đúng một mẫu quần lót này về tôi bán cho mấy chị không? Tại vì á, khi mà tôi mở cái tủ ra á, là đây là cái mã quần là tôi khoái nhất. Em nói thiệt, em dùng từ khoái là mấy chị biết rồi. Thứ nhất nè, đây đít y là con quần lót, đít y là con quần lót phải không? Mà cái quần này là từ 60kg cũng vừa nè, mà 100kg cũng vừa nè. Đây quần ai? Bích Thủy đầu tiên. 150. Mà em nói mấy chị 60kg cũng vừa nè, mà 100kg cũng vừa. Dùng từ nói là cái quần free size. Mấy chị coi cái thun gân đó nè. Mà em nói mấy chị mặc nó mát vô số kể. Mấy chế ơi, chế nào mặc quần lót này bên em rồi, mấy chế comment lên giùm em cái. Chế nào mặc quần lót này bên em rồi comment giùm em cái. Anh Lê nè, kiếm cho em cái quần 75kg. Quần 75kg nè, nãy em dơ lên cái 95 á. Eo 100-104 của chị Anh Lê nè. Trời ơi, chị Anh Lê về mặc con quần này lên là say đắm luôn nha. 200. Nói thiệt mà, 200 của chị Anh Lê nè. 5 cái 180 mà 10 cái thì 350 nghe. 5 cái thì 180, 10 cái 150 nghe. Đó rồi. Quần này một lùi người đặt lần. Áo ba con ghê. Mười quần lót của chị Trinh Lê nè. Chị Trinh Lê gì mà số 37 đuôi á anh ạ. Mười quần lót của Trinh Lê gì số 37 đuôi nè, em chụp nó không hết cái hình. Trinh Lê có giấu 10 quần lót. Trinh Lê có giấu 10 quần lót nè. 250 của Trinh Lê. Em không nhớ, anh sờ ra đi. 350 10 cái nè. Đúng rồi. Trinh Lê 10 quần lót, anh vô bài viết thử nha. Rồi, rồi. Quần này về bữa giờ thiếu một nùi quần này nữa. Giày đang về mấy chị. Giày đang về. 10 cái quần này của chị Võ Huy nè. Sạch ra Võ Huy 10 cái quần lót. Huy dài, Võ có dấu Huy dài. Anh sạch ra
nay 350 mỏ quy. Rồi mấy chị tí xíu đi giày về kịp thì tí xíu em trốn anh bảy anh lai mỏ quy em xóa nha, quy đi dài nha anh. Rồi tiếp tục Huỳnh Huyền nè, Huỳnh Huyền có bill của nhà mình á, 945 á, 5 cái 180 2 3. Bỏ Huy chứ không phải Huy. Huy rùa nè, 5 cái nè, 5 cái của bé Huỳnh Huyền nè. Rồi nghỉ nha mấy chị, nghỉ tối mình gặp nhau nha. 10 quần lót của chế Anh Lê nè, Anh Lê không có dấu nè. Nè Anh Lê 10 quần lót nè, 350 của Anh Lê. Mà mấy chị mà lấy quần lót này, mấy chị mở tủ ra, mấy chị chỉ thích mặc quần này thôi. Hứa với mấy chị luôn á, chứ không phải giỡn, em nói thiệt mà. Thiệt lòng á. Huỳnh đúng không? Huỳnh Huyền hả? Chết mẹ. Huỳnh Huyền thành phố có bill bên kia kìa. Huỳnh Huyền. Có dấu, Huỳnh Huyền có dấu. Đúng rồi, Huỳnh Huyền có dấu. Đỏ, đúng rồi. Không nhớ hình nền gì. Vô kiểm tra tin nhắn nha. Huỳnh Huyền. Rồi tối mình gặp nhau nha mấy chị, mưu quần lót của chị Anh Lê quăng qua rồi phải không? Rồi tối gặp nhau nha.